Cái thể thủy tinh thì cấu tạo của nó sẽ được chia làm ba cái phần chính. Phần thứ nhất là phần bao của thể thủy tinh. Phần tiếp theo nữa là phần phần vỏ và phần chính giữa nó là phần nhân trung tâm. Phần bao của thể thủy tinh thì nó được cấu tạo bằng các sợi collagen. Ở phần bao trước này thì nó do các tế bào biểu mô phía trước này sinh ra. Còn phía sau thì nó được một cái tế bào sợi đáy dài. Bản thân nó thì nó lại, mặc dù không có cái sợi chun giãn ở trong cái thành phần của bao, nhưng mà nó có khả năng đàn hồi tự nhiên. Cái bao này nó có khả năng giãn rất là rộng. Nếu như các bạn nào mà đã ở tuyến mà đã từng được nhìn thấy cái phẫu thuật thủy tinh thể ngoài bao, các bạn sẽ thấy là người ta xé cái bao rất là nhỏ ở bao trước, nhưng mà vẫn có thể đẩy được toàn bộ cái nhân cứng rất là to, kích thước rất là to ở trung tâm ra khỏi cái bao đấy. Bản thân đấy là nhờ sau cái khả năng chun giãn của cái bao trước này. Ở phía dưới cái bao thì nó bao gồm có phía bao trước ấy, thì nó có một cái màng đáy rất là dai ở phía trước, và lót ở phía trong đó là các tế bào trụ. Các tế bào trụ này có cái khả năng rất là đặc biệt ở phía phần chu biên của nó, phần xích đạo. Thì các bạn nhìn thấy cái màu xanh này, các tế bào ở phần vùng xích đạo nó gọi là cái vùng sinh sản của thủy tinh thể. Cái vùng xích đạo này thì nó có khả năng phân chia và sinh ra rất là suốt trong suốt cả cuộc đời của mình. Và cái phần tế bào này cứ mỗi một lần nhân đôi lên, cái tế bào các bạn nhìn ở đây thì các tế bào nó bị tế bào tương nó dài dần ra, nó bị dần ra, dẹt dần ra, và nó lót vào phía trong của cái phần tế bào biểu mô này. Và cứ càng ngày có nhiều tế bào được sinh ra thì nó sẽ đẩy dần các tế bào phía ở ngoài này dần vào trong. Và đến một phần nào đấy khi mà nó bị ấn dẹt nhiều quá thì cái phần nhân này, các thành phần ở trong của tế bào nó sẽ mất dần đi, và đến một thời điểm mà cái nhân trung tâm này, cái nhân của tế bào nó cũng bị biến mất và nó tạo thành một cái sợi. Cái sợi này nó trong suốt bởi vì nó được sắp xếp rất là đồng đều và nó đảm bảo nên giống cũng giống như là các bạn học ở trong giác mạc ấy ạ. Tức là các bó sợi của giác mạc, các tế bào của giác mạc nó đều được sắp xếp một cách rất song song đều đặn. Thì ở thể thủy tinh cũng thế, nó được sắp xếp một cách rất là đều đặn, và chính như thế nó sẽ đảm bảo cái tính chất trong suốt của cái thủy tinh thể. Bất cứ một cái lý do gì đấy nó có cái thành phần bất thường xen vào và các tế bào này nó bị thay đổi với kích thước hình dạng, nó bị xô lệch đi, nó sẽ làm đi mất đi cái tính chất trong suốt của cái thủy tinh thể này. Và chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là càng về sau cái quá trình sinh sản này nó sẽ xảy ra trong suốt cuộc đời của người, của con người. Và từ lúc mới sinh ra các bạn sẽ thấy là cái quá trình này nó đã xảy ra rồi, và càng về sau thì càng có nhiều cái sợi nó bị chèn ép vào phía trong. Cái phần mà các sợi tế bào này này nó còn xốp, nó còn hình dạng dài thế này thì nó được gọi là vùng vỏ. Còn đến mà cái phần trung tâm này thì tất cả các sợi bị kết dính chặt vào nhau, nó đã thành cái nhân cứng ở trung tâm. Càng nhiều tuổi thì càng nhiều sợi được sinh ra, và càng cái nhân thì trung tâm nó lại càng cứng lên. Và các bạn cũng nhìn thấy rằng là một cái khi mà một cái tế bào này nó hình thành, nó tạo thành có hình vòng cung như thế này, và khi mà một điểm ở trên cái tế bào này nó bị tổn thương thì cái sợi này nó sẽ bị tổn thương và nó sẽ tạo thành cái hình vòng cung ở đó. Cái hình này cũng rất là quan trọng, và các bạn sẽ nhớ được rằng là nó sẽ liên quan đến cái cơ chế dẫn đến cái bệnh và rất nhiều hình thái của đột thủy thể. Ở đây thì mình sẽ thấy rằng là các sợi của thủy thể nó sẽ đi theo hình vòng cung như thế này. Và nếu mà bạn nhìn từ mặt trước lại thì mình sẽ thấy, ví dụ cắt ở đây thì mình sẽ thấy có một cái hình tam giác, chứ mình không nhìn thấy hình vòng cung, đúng không ạ? Mặc dù cái sợi nó đi hình vòng cung như thế này, nó tạo thành những cái khớp, các phía nó khớp với nhau thì nó sẽ tạo thành những cái khớp ở trong vùng vỏ như thế. Nếu mà về cấu tạo chung thì nói chung là nó sẽ có ba cái phần như thế này, là vùng bao này, vùng vỏ và vùng nhân cứng. Cái thủy tinh thể thì nó được treo ở mặt sau của mống mắt, ở phía ngay sau của đồng tử, và nó được treo cân đối ở đấy đang nhờ bằng cái hệ thống dây chằng zin. Ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hệ thống dây chằng zin. Qua cái hình này mình cũng sẽ nhìn thấy từng cái sợi của cái thể thủy tinh như ban nãy tôi đã nói ở đây. Cái dây chằng zin thì nó sẽ được một đầu nối vào cái xích đạo của thủy tinh thể, và một đầu còn lại thì nối vào vùng thủy mi. Cái việc mà nối này, cái dây chằng zin này nó có vai trò rất là quan trọng, bởi vì là nó sẽ giúp cho cái thủy tinh thể có khả năng phồng lên xẹp xuống, mà người ta gọi cái đấy là cái khả năng điều tiết của thể thủy tinh. Cái điều tiết thì cơ thể mi, khi mà cơ thể mi nó co thì nó sẽ làm là cái dây zin trùng xuống và phồng lên ở trung tâm, và nó làm tăng công suất ở trung tâm. Nếu mà cơ thể mi thì thả lỏng thì nó giảm công suất.
trong cái giai đoạn đầu ấy, khi mà cái phần phần cái phần sợi này này nó còn có nhiều nhiều cái khoảng không gian để nó có thể đàn hồi được, tức là nó có thể di chuyển được, thì cái phần này tức là cái thủy thể nó có khả năng điều tiết được. Nhưng đến khi mà nó quá nhiều và cái phần này nó bị sơ cứng lại thì nó sẽ cái dây di này nó có kéo bao nhiêu nữa thì cái thủy thể nó cũng bị kẹt cứng lại rồi, nó không có khả năng thay đổi về hình dạng nữa, và lúc đấy nó mất cái khả năng điều tiết. Mà cái giai đoạn đấy là thường sau 40 tuổi người ta gọi là giai đoạn lão thị là gì ạ. Về mặt đục thủy thể đấy là về mặt đấy là về tôi không hiểu các bạn có nhìn thấy đấy là về mặt cấu trúc của cái thủy thể. Thế còn về để về bệnh học của thủy thể thì người ta thường chia, người ta hay nói nhiều nhất đấy là về đục thủy thể. Đục thủy thể bản chất của nó là không còn đảm bảo được cái tính chất trong suốt của thủy thể nữa. Mọi người có nhìn thấy ở trên trên màn hình nữa không ạ? Tại vì cái trên nhìn rõ đó chị ạ. Em Tùng mà nhìn rõ. Bản chất của đục thủy thể tức là nó mất đi cái tính chất trong suốt của thủy thể thôi, và nó có rất là nhiều cái nguyên nhân mà dẫn đến cái đục cái thủy thể. Người ta dựa theo cái cơ chế của đục thủy thể mà người gây ra cái hiện tượng đục thủy thể mà người ta chia ra nó làm theo cái hình thái. Thế thì ở đây thì tôi nhắc đến ba cái loại hình thái đục thủy thể thường gặp nhất, tức là thường gặp nhất chứ không phải là tất cả. Đấy là đục nhân trung tâm, thứ hai nữa là đục vùng vỏ, và thứ ba nữa là đục ở vùng dưới bao sau. Đục ở dưới bao sau thì chẳng nữa tôi sẽ phân biệt một chút về hiện tượng là gọi là đục dưới bao sau hay là đục cực sau. Về đục ở vùng nhân trung tâm thì như ban nãy chúng tôi đã nói là cái quá trình mà phát triển của thủy thể nó diễn ra suốt cả đời, và càng về sau thì càng có nhiều sợi thủy thể nó bị chèn ép vào giữa, và trong quá trình chèn ép đấy cùng với cả sự tiếp xúc của các tia có hại ở trên trong môi trường thì cái hiện tượng đục của vùng nhân trung tâm nó xảy ra. Thì người ta thấy rằng là cái chất glutathione ấy thì nó giúp cho quá trình chống oxy hóa khử, nhưng mà theo tuổi thì cái chất này nó bị giảm xuống và dẫn đến cái hiện tượng oxy hóa khử nó tăng lên. Và các sản phẩm sáng hóa của protein khi mà bị các tia có hại chiếu vào ấy thì nó sẽ gây ra những cái liên kết chéo giữa các sợi thủy thể với nhau, và khi liên kết chéo tức là nó sẽ không còn mang tính chất trong song song đều đặn như cấu trúc ban đầu nữa, và khi đã không còn song song đều đặn thì nó sẽ gây dẫn đến hiện tượng đục thủy thể. Và có một quá trình, một cái sản phẩm của quá trình oxy hóa khử là nó sẽ kết hợp với chất chromophore, các sợi liên kết chéo này nó kết hợp với cả chromophore. Chất chromophore này thì nó có một đặc điểm là nó có màu hơi ánh vàng, và chính vì thế là khi mà đục cái nhân trung tâm thì các bạn nếu mà khám thì các bạn sẽ thấy là cái vùng nhân trung tâm nó sẽ có màu ánh vàng. Đấy là cái cơ chế đục của vùng nhân trung tâm. Thế còn ở vùng vỏ thì nó lại khác. Bình thường thì cái bao của thủy thể nó có cho nước ngấm vào, cũng như là chất dinh dưỡng ngấm vào và chất thải ra ngoài, cũng như là nước được thải ra ngoài để giữ đảm bảo cái tính chất cân bằng cho việc dinh dưỡng và chất và thải loại, để đảm bảo được là các sợi thủy thể này nó luôn luôn được giữ cân bằng về hình dạng cũng như là cấu trúc. Tuy nhiên là trong khi theo cũng theo tuổi và trong quá trình mà theo tuổi nó hiện tượng oxy hóa khử nó bị tăng lên, nó làm cái bao của thủy thể nó bị thoái hóa. Và khi nó bị thoái hóa, một là do quá trình thoái hóa theo tuổi, nhưng cũng có thể có nguyên nhân như là trong trường hợp bệnh học
như là trường hợp đái tháo đường chẳng hạn, nó sẽ làm cho cái lượng đường ở bên ngoài làm tăng tính thẩm thấu qua cái bao tuyến thể. Thế thì lượng nước nó ngấm vào nhiều, khi mà lượng nước ngấm vào nhiều nó sẽ làm cho các sợi tuyến thể này nó bị ngấm nước. Các sợi tuyến thể này có thể nó ngấm một cách đồng đều, như trong trường hợp mà đục tuyến thể do đái tháo đường, nó ngấm rất là đồng loạt, toàn bộ các sợi nó đều bị ngấm. Nhưng có một số trường hợp thì nó chỉ có một số phần của bao nó bị thoái hóa thôi, nó làm cho nước ngấm vào và từng cái sợi này nó bị ngấm nước. Khi một sợi nó bị ngấm nước thì thường nó sẽ có một đồ màu trắng đục. Cái màu trắng đục mà các bạn sẽ nhìn thấy, ví dụ một sợi này ở đây nó bị màu trắng đục thì mình sẽ thấy là cái hình cái sợi này nó bị đục màu, còn phần xung quanh nó vẫn trong suốt. Và cái sợi này nó càng nhiều nước ngấm vào thì cái phần sợi này nó sẽ càng lan rộng ra và nó sẽ đục theo cái hình móng ngựa như thế này. Và cái phần đục, cái sợi đục này nó sẽ lan dần rộng ra, làm cho cái khoảng hình trên này nó cứ rộng dần và đến khi mà nó sẽ đục toàn bộ. Đấy là hiện cái cơ chế về đục vỏ. Thế còn thêm một cái nữa, đấy là cái đục ở vùng dưới bao sau. Cái đục dưới bao sau bình thường thì các bạn sẽ thấy rằng là cái tế bào sinh sản nó nằm nguyên ở vùng xích đạo này và nó nhân đôi lên, nó bị dẹp dần các sợi để đẩy vào trong để tạo thành các sợi tuyến thể. Tuy nhiên vì một cái lý do nào đấy, như là hóa chất hoặc là do tia xạ, thì cái sợi, cái tế bào màu xanh này, tế bào vùng sinh sản này, nó không nằm yên vị trí nữa mà nó bị bong ra và nó di cư đến phần phía sau, nó đi theo cái sợi tuyến thể này và nó di cư ở phía, nó đến cái phần cực sau của tuyến thể. Và khi đến ở đây, vì nó có khả năng sinh sản nên nó bắt đầu nhân đôi lên và ở đây nó tạo thành một cái đám. Các bạn nhìn thấy rằng bình thường các sợi nó phải xếp song song đều đặn, nhưng mà vì là khi mà nó đến đây nó tạo thành một cái đám ở đây, nó mất đi tính chất song song đều đặn của cái tuyến thể thông thường và nó làm cho hiện tượng ở đây nó bị đục tuyến thể. Thế thì cái đục ở dưới bao sau nó là hoàn toàn nằm ở vùng cái vùng vỏ này, tức là nằm vùng vỏ nhưng mà nằm sát ở phía trước của bao. Nó khác hoàn toàn với đục ở cực sau tuyến thể. Đục ở cực sau tuyến thể tức là cả cái bao sau này tạo thành khối. Tôi điều khiển không rõ lắm, không hiểu là những cái này nó có bị vướng các bạn không. Nhưng mà phần này, tức là cái khi mà đục ở cực sau thì cả cái bao lẫn cái phần chân nhân ở đây nó bị đục và người ta gọi đấy là đục cực sau tuyến thể, thường gặp ở trong trường hợp mà đục tuyến thể bẩm sinh. Về cái yếu tố thuận lợi để gây ra đục tuyến thể thì là người ta nhận thấy rằng là trên những trường hợp bệnh nhân về đục bị bệnh đái tháo đường thì cái tỷ lệ đục tuyến thể tăng gấp 3 đến 4 lần so với cái bệnh nhân mà không có đục tuyến thể. Và hút thuốc thì cũng gây ra tăng nguy cơ đục tuyến thể. Và người ta thấy rằng những cái bệnh nhân mà có khả năng có tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng mặt trời, như là những bệnh nhân ở trên vùng núi cao hoặc là những bệnh nhân ở vùng biển ấy, thì cái khả năng đục tuyến thể sẽ xảy ra sớm hơn rất nhiều so với cả những người ở các nơi khác. Về chế độ ăn và bổ sung vi chất, trước đây người ta là thực ra những cái nghiên cứu về tuyến thể rất là khó, chỉ có những nghiên cứu về bệnh học rồi nghiên cứu về yếu tố nguy cơ của đục tuyến thể thường rất khó thực hiện, bởi vì nó diễn ra trong suốt cả cuộc đời. Một cái nghiên cứu để mà thực hiện ấy thì thường phải cần một cái nghiên cứu rất là dài hơi, rất là tốn kém và trên rất là nhiều đối tượng. Chính vì thế nên là cái số lượng nghiên cứu liên quan về cái hiệu quả của các chất cũng như là chế độ ăn, cũng như là chế độ tập luyện hoặc là môi trường nên cái tỷ lệ đục tuyến thể rất hạn hữu. Tuy nhiên thì trên thế giới thì cũng có khoảng 3 cái nghiên cứu rất là lớn liên quan đến chế độ bổ sung vi chất như là vitamin C và vitamin E, cũng như là nghiên cứu về cái tỷ lệ đục của những người mà sử dụng chế độ ăn có nhiều vi chất so với nhiều rau xanh so với cả những người mà chỉ ăn thịt và chất bột. Thì người ta thấy rằng là việc việc bổ sung các vi chất như là kẽm và các loại vitamin như là vitamin A, C và E cũng có thể là giúp cho cái quá trình đục tuyến thể này chậm lại. Uống rượu cũng làm cho cái khả năng đục tuyến thể tăng lên. Có một cái yếu tố mà người ta còn rất là băn khoăn, vẫn còn tranh cãi, đấy là sử dụng aspirin. Ở trên những bệnh nhân mà đục tuyến thể đái tháo đường có sử dụng aspirin thì cái tỷ lệ đục tuyến thể lại người ta thấy giảm xuống. Tuy nhiên là cái này thì vẫn còn tranh cãi ở trên thế giới. Yếu tố gen di truyền thì đương nhiên rồi, chúng ta sẽ nhìn thấy là những cái bệnh nhân đục tuyến thể bẩm sinh thì có bệnh gen di truyền.
để mà đánh giá cái mức độ đục về thủy tinh thể thì người ta sẽ có rất là nhiều cách để mà đánh giá. Nhưng mà phân loại mà ở đây tôi chỉ giới thiệu các bạn có hai cái phân loại về mức độ đục thủy tinh thể. Một cái là của Tổ chức Y tế Thế giới và một cái để thường các bạn ứng dụng rất là dễ dàng trên lâm sàng khi mà chỉ định mổ. Phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới có vẻ hơi phức tạp một chút bởi vì là nó sẽ dựa vào bốn ba loại dựa vào ba phân loại của ba loại hình thái như ban nãy tôi đã nói: đục vùng nhân trung tâm, đục vùng vỏ và đục vùng dưới bao sau. Thế đục vùng nhân trung tâm thì nó lại dựa vào tức là người ta đưa ra là ba cái loại biểu hiện của cái thủy thể. Thông thường thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là cái thủy thể này nó trong suốt và nhìn thấy khi mà cái thủy thể này nó mất đi, tức là mình nhìn thấy là cái thủy thể nó bị mờ mờ, nó còn không trong suốt như thời còn trẻ nữa và nó có cái ánh hơi vàng một chút, thì người ta bắt đầu để ý đến và người ta gọi đấy là đục thủy thể, và người ta chia ra là ba cái biểu hiện. Nếu mà trong trường hợp mà mặc dù nó có ánh vàng nhưng mà vẫn phân biệt được cái rãnh ở giữa của nhân phôi trước và nhân phôi sau thì người ta gọi đấy là biểu hiện một của đục nhân trung tâm. Trong trường hợp mà cái nhân trung tâm này nó bị tạo thành một khối, mình không nhìn được cái phần phần rãnh trong ở chính giữa giữa của nhân phôi trước và phần nhân phôi sau, tuy nhiên là mình vẫn biết là có cái thành phần nhân phôi nhân bào thai, thì có nghĩa là cái phần này nó sẽ được gọi là biểu hiện hai. Còn trong trường hợp mình chẳng phân biệt được cái phần thành phần nào của nhân nữa thì nhân trung tâm nữa thì người ta gọi đấy là biểu hiện ba. Tuy nhiên ba cái biểu hiện này thì nó lại không phải là mức độ đục mà người ta chỉ nói cho mình biết là có ba cái biểu hiện này, còn mức độ đục thì nó lại dựa vào như thế này, tức là mức độ không tức là chưa đạt được cái mức độ biểu hiện một, tức là mình nó vẫn còn trong suốt và nó chưa có cái ánh vàng. Độ một tức là nó nhiều hơn cái biểu hiện một nhưng mà vẫn chưa đạt được đến cái biểu hiện hai, và đục nhân độ hai tức là nhiều hơn biểu hiện hai nhưng mà chưa tổn thương đến mức mà biểu hiện của, tức là chưa phải, tức là vẫn có thể khả năng phân biệt được các thành phần nhưng mà chưa đến mức đục hoàn toàn đấy. Độ 3 thì tổn thương nhiều hơn biểu hiện 3. Tức là cái cách phân biệt của người ta một cách rất là phiền phức, nhưng mà đấy là cách phân biệt của Tổ chức Y tế Thế giới. Còn đục nhân độ 4 thì trong trường hợp mà ánh sáng không thể xuyên qua được thủy thể, tức là ngay từ vùng vỏ nó đã đen kịt rồi và quá đánh giá quá không thể đánh giá được mức độ đục vỏ và dưới bao sau nữa, thì cái này thì ngoài ra thì còn một cái trường hợp đặc biệt nữa là nếu mà xuất hiện do sẹo giác mạc quá nhiều và được tiền phòng và tất cả các thành phần ở phía trước nó che thì mình cũng cũng được xếp vào độ 4. Đây là phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới. Thế còn vùng đục vỏ thì nó lại lại chia theo trong trường hợp nếu trong trường hợp mà mình bao giờ thông thường thì nó hay kết hợp giữa đục nhân trung tâm và đục vỏ. Tuy nhiên nếu mà trong trường hợp mà đục vùng vỏ mà mình chiếu ánh sáng hắt ở vùng trung tâm mà mình vẫn có thể nhìn được cái phần đục vỏ thì người ta mới bắt đầu chia cho chia phân loại theo mức độ theo vùng đục vỏ, còn nếu không thì người ta sẽ phân loại theo mức độ vùng nhân trung tâm. Thế thì phân loại của mức độ đục vùng vỏ tính thể thì được chia theo cái phần đục mà theo xích đạo này. Các bạn sẽ thấy rằng là chia theo là 1 phần 4 hay 1 phần 2 hay 1 phần 8 chu vi. Ngoài ra thì người ta có thêm một cái vấn đề nữa là người ta sẽ khoanh vùng 3 mm ở trung tâm xem là liệu là cái phần đục đấy nó đã ảnh hưởng đến vùng trung tâm hay chưa. Thế thì độ không tức là cái tổng số đục vùng vỏ ở dưới 1 phần 8 chu vi. Thực ra cái này rất là ít đúng không ạ? Độ 1 từ là 1 phần 8 cho đến 1 phần 4 chu vi. Độ 2 từ 1 phần 4 cho đến 1 phần 2 chu vi và độ 3 là trên 1 phần 2 chu vi. Cái độ 4 là mình không có khả năng chế độ của nó nữa. Và khi mà trong trường hợp mà đục vỏ có lấn vào phần phần trung tâm ấy, thì người ta mở ngoặc thêm là có chữ TT đấy, tức là mình nhìn cái phân loại đấy là mình biết là cái tổn thương nó đã lấn vào trung tâm hay chưa. Thế còn mức độ mà đục thủy thể mà phân loại theo cái đục dưới bao sau thì người ta sử dụng là cái ánh sáng hắt từ võng mạc chiếu lên, khi mà đèn chiếu qua ánh lông tử thì người ta đo được cái khoảng mà đục ở vùng trung tâm, khoảng độ người ta sẽ sử dụng cái khe khoảng độ 0,1 mm, cái khe rất là nhỏ để và cái độ dài của nó là lớn nhất để và người ta đo cái đưa cái độ dài của cái vùng đục đấy. Không độ không tức là kích thước vùng đục theo chiều dọc là dưới 1 mm, độ 1 tức là từ 1 cho đến 2 mm,
độ 2 là từ 1, từ 2 cho đến 3, độ 3 là từ trên 30 mét và độ 4 tức là không có khả năng chia độ. Đấy là cái cách chia độ của Tổ chức Y tế Thế giới. Tuy nhiên thì người ta trong trên lâm sàng để mà khi mà quyết định chỉ định một cái phẫu thuật thì người ta không dựa vào cái phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới, mà thường là người ta sẽ cái phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới thường sẽ được sử dụng trong nghiên cứu nhiều hơn. Thế còn người ta sẽ trên lâm sàng để chỉ định phẫu thuật thì người ta sẽ sử dụng cái phân loại rất là cổ điển của Lucio Burato. Cái này được tác giả giới thiệu từ năm 1998. Thì người ta sẽ dựa vào cái ánh đồng tử khi mà chiếu đèn vào, thì độ 1 thì đồng tử còn hồng nhạt và độ chính thể thì còn rất là ít thôi. Thường cái này thì chỉ dựa vào cái độ cứng ở nhân thôi. Độ 2 thì là màu vàng nhạt, vùng đục thì nhỏ và khư trú. Độ 3 thì màu xám, đục lớn hơn. Và độ 4 là màu tối, nhiều và nâu sẫm. Độ 5 là rất là tối, mình sẽ nhìn thấy nó đen kịt thôi. Để khám một cái bệnh nhân mà đục, khám lâm sàng bệnh nhân đục chính thể thì người ta đầu tiên là phải hỏi về bệnh sử. Bệnh sử thì thông thường là bệnh nhân sẽ phàn nàn khi mà đến sẽ là tôi bị giảm thị lực. Người ta sẽ nói rằng là có những giảm thị lực nhìn xa nhiều hơn và càng ngày càng nhiều lên. Khi mà cái giai đoạn sớm thì người ta có thể nhìn thấy một cái điểm đen và cái điểm hoặc là như là màn xương mờ trước mắt. Cái điểm đen đấy có thể di động khi mà người ta liếc đi. Bệnh nhân thì đôi khi thì đục chính thể nhưng mà cái dấu hiệu người ta lại thấy nhìn rõ hơn và người ta có thể kể với mình rằng là người ta đang đeo kính lão, người ta đang cần phải sử dụng kính lão, thì bây giờ người ta có thể bỏ kính lão ra, người ta vẫn có thể nhìn được, tức là người ta cảm thấy là thị lực người ta lại sáng hơn. Trong trường hợp đấy thì thực ra là bản chất là bệnh nhân người ta đang bị cận thị một chút, thì người lúc đấy thì người ta sẽ đến với mình, người ta thấy rằng là một bệnh nhân cận khoảng độ 2-3 diop thì tự dưng bây giờ lại được giảm số cận chẳng hạn, lại tăng số cận như là trẻ con ấy, tức là cận tiến triển, hoặc là một bệnh nhân mà đang lão thị được bỏ kính, những cái hoặc là nhìn gần thì nó rõ hơn, thì những cái đấy trong những cái trường hợp mà người ta cảm thấy sung sướng như thế thì mình thì lại thấy là mình cần phải chú ý, chắc là người ta có biểu hiện cái đục chính thể rồi. Ngoài ra thì bệnh nhân có thể thấy có biểu hiện rất là lóa mắt, nhất là trong trường hợp mà đục chính thể vùng vỏ hoặc là đục vùng dưới bao sau, thì người ta đến và người ta phàn nàn với mình là cái hiện tượng lóa mắt rất là nhiều, đó là cái biểu hiện như là hiện tượng tán sắc của đục chính thể. Ở một số bệnh nhân thì có thể có cái rối loạn màu sắc, thì cái trục màu xanh nó bị biến đổi rất là nhiều. Người ta có thể nhìn thấy song thị một mắt. Cái song thị một mắt thì không phải giống như là trong trường hợp mà bệnh nhân bị lác đâu. Bệnh nhân bị lác thì có thể nhìn thấy một mắt ở bên này và một mắt người ta nhìn thấy một hình ở bên kia. Nhưng mà song thị một mắt thì thường người ta sẽ thấy là một cái hình và có một cái bóng mờ bên cạnh. Tức là nhìn hình thường là không nét. Ngoài ra thì mình cũng cần phải hỏi thêm về bệnh sử, như là có tiền sử về chấn thương, có viêm màng ngủ đàng hay các bệnh lý toàn thân phối hợp khác không để tìm được cái nguyên nhân của đục chính thể. Khi mà khám mắt tổng thể, bởi vì là cái việc đục chính thể này thì bệnh học của chính thể nó liên quan rất nhiều đến phẫu thuật, nên mình cần phải khám tất cả các thành phần liên quan, như là khám các bộ phận phụ cận xem là có dấu hiệu viêm nhiễm khuẩn mãn tính hay cấp tính hay không, có viêm kết mạc, viêm mủ tuyến lệ, các vết ở mi kết mạc hay không. Mình cũng phải đánh giá thêm tình trạng khe mi như thế nào, thì nó còn liên quan đến việc phẫu thuật của mình rất là nhiều. Đánh giá tình trạng cung mày, tình trạng vùng đồ, tình trạng kết mạc. Khám có thể mình có thể sử dụng cái ánh sáng về rất là nhiều cái kỹ thuật để sử dụng cái sinh hiển vi ở trong khám trong bệnh nhân đục chính thể. Nếu mà khám sinh hiển vi thường thì thấy là cái thủy tinh thể nó trong suốt và các lớp thì gồm có bao này, bao trước, vỏ trước, nhân phôi trước, sau đấy thì nhân phôi sau, rồi lớp vỏ sau và lớp bao sau. Trong trường hợp thủy tinh thể đục thì mình có thể thấy cái vùng trung tâm có ánh vàng hoặc về xám đục ở chu biên lấn vào hình trên, hoặc là nếu mà khám ánh sáng hắt từ võng mạc thì sẽ thấy là cái thủy tinh thể mất đi tính chất đồng đều mà xuất hiện những cái vệt sáng tối xen kẽ, hoặc thủy tinh thể đục nhiều thì gần như là mình sẽ không phân biệt được các lớp nữa. Ngoài ra mình có thể phải soi đáy mắt để đánh giá cái ánh đồng tử, ánh phản xạ đồng tử
xin lỗi, soi chiếu đèn để đánh giá đồng tử và phản xạ đồng tử, rồi sẽ đánh giá về hướng ánh sáng và tình trạng, mình soi đáy mắt để đánh giá tình trạng kính võng mạc. Đây là hình ảnh mà khám soi soi tổng thể thôi này. Khám trực tiếp thì mình sẽ đánh giá được cái phần vị trí đục cũng như là toàn bộ cái tình trạng chung của cái thủy thể. Sử dụng ánh sáng H, mình chiếu từ võng mạc đến ánh sáng H lên thì thường là để xem những cái tổn thương đục rất là tinh tế, những cái đục nhỏ hoặc là những cái thường trường hợp đục bao sau hoặc là đục dưới bao sau. Khi mình khám giác mạc, mình phải chú ý xem là giác mạc có bị viêm hay không, giác mạc có sẹo hay không, giác mạc có biểu hiện có tân mạch cũ lấn vào hay không, có hiện tượng loạn dưỡng giác mạc không, có thoái hóa gì ở phủ giác mạc không và có phủ giác mạc không. Thực ra cái này nó không liên quan đến bệnh học của thủy tinh thể đâu, nhưng mà nó lại ảnh hưởng vô cùng nhiều trong quá trình phẫu thuật. Ngoài ra mình cũng phải chú ý xem là hiện tượng loạn dưỡng giác mạc này đến nguồn gốc từ đâu, liệu có phải từ cái tế bào nội mô của giác mạc không. Nên thì trước khi mà phẫu thuật thủy thể thì người ta sẽ phải đếm đến tế bào nội mô của giác mạc để đánh giá xem là cái chất lượng của giác mạc như thế này thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật như thế nào. Cái việc đánh giá xem là giác mạc có tân mạch hay không thì nó còn giúp cho mình cái định hướng là cái vị trí mình đường vào của giác mạc nó ở vị trí nào, nó có cắt qua cái mạch máu hay không, hoặc là cái vị trí sẹo như thế này nó có ảnh hưởng cho mình quá trình mình quan sát ở trong phẫu thuật hay không. Và việc thoái hóa dị ở giác mạc cũng làm ảnh hưởng đến cái việc phẫu thuật rất là nhiều. Liệu là thoái hóa quá nhiều thì cái đường vào của mình nó sẽ ở vị trí nào, mình có bị lấn vào trung tâm nhiều quá hay không. Nên là những cái này thực ra thì chỉ khám thì với các bạn chỉ mất khoảng một giây thôi, nhưng mà nó sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều trong quá trình đưa đến một cái phẫu thuật có kết quả tốt. Khám tiền phòng nên là mình sẽ khám xem là cái tiền phòng này có nông hay sâu, rồi có cái thành phần bất thường ở trong tiền phòng hay không, như là có tanh đan tiền phòng hay là có những cái xuất huyết gì hay không, để xem là liệu tình trạng của cái thủy thể này nó có bị kèm theo yếu tố khác không, hay là những cái ví dụ như mình nhìn thấy cái chất nhân bị bung ra tiền phòng thì liệu cái thủy thể này nó bị đục quá chín, nó bị chất nhân lọt ra ngoài, hay là do nó bị chấn thương. Tất cả những cái đấy sẽ giúp cho mình đưa đến những cái chẩn đoán nó chính xác hơn. Đánh giá cái độ sâu của tiền phòng thì mình phải chú ý xem là tiền phòng này nông hay là sâu. Nếu mà nông thì nó sẽ liệu là có bị phối hợp với bệnh glaucoma không, nếu mà nông quá, hoặc là có bị tổn thương từ phía sau như là có u hay là có bất cứ vấn đề gì đó ở phía sau nó làm đẩy cái chân mống mắt lên hay không, là mình phải chú ý đến. Và lúc đấy thì mình sẽ phải làm thêm những cái xét nghiệm để liệu xem là có tổn thương phối hợp này hay không, rồi mình quyết định là mình can thiệp phẫu thuật như thế nào. Ngoài ra là cái tiền phòng nông nó cũng sẽ làm cho mình ảnh hưởng rất nhiều trong quá trình phẫu thuật. Khi mà một cái tiền phòng nông thì lúc mà mình can thiệp ở phía mặt trước của thủy thể thì cái khoảng không gian để mình thao tác nó rất là hẹp và rất dễ bị va chạm với vu giác mạc, cũng như là rất dễ bị thoát mống mắt ra ngoài. Đấy là những cái yếu tố mà mình phải tiên lượng, mình chuẩn bị tinh thần trước khi bước vào phẫu thuật. Còn trong trường hợp mà tiền phòng nông quá thì mình có nên tiến hành soi góc hay không, để mình có thể chỉ định soi góc không những là phát hiện ra cho mình biết là bệnh nhân có bị glaucoma phối hợp hay không, có bị mà còn cho biết là trong những trường hợp mà đục thủy thể căng phồng ấy thì mình có biết là mình sẽ chỉ định phẫu thuật như thế nào. Nếu mà soi góc trong trường hợp mà đục thủy thể căng phồng mà nó mình ấn mà nó đồng cái góc tiền phòng nó vẫn mở ra, tức là mình có thể mình chỉ cần lấy cái thủy thể thôi là có thể giúp được giải quyết được vấn đề rồi. Giải quyết được trong trường hợp mà đục thủy thể căng phồng tăng nhãn áp. Thế nhưng nếu trong trường hợp mà mình ấn mà cái góc tiền phòng nó vẫn không mở ra, nó vẫn bị dính rồi, thế thì liệu là mình lấy riêng cái thủy thể không thôi thì có giải quyết được cái việc đục thủy thể cũng như là tăng nhãn áp phối hợp hay không? Và sẽ trong trường hợp những trường hợp như thế thì mình phải chú ý để mà hoặc là mở góc tiền phòng hoặc là mổ phẫu thuật cắt bè phối hợp. Đấy là những cái trong trường hợp mà tiền phòng nông. Không chỉ chú ý đến chuyện là tiền phòng nông mà mình cũng cần phải chú ý xem là tiền phòng sâu. Những trường hợp mà tiền phòng sâu quá liệu có lệch thủy thể hay không,
mình cũng phải chú ý, tại vì có những trường hợp ví dụ như là có những trường hợp bệnh nhân bị hội chứng mắc phăng chẳng hạn, hoặc là bệnh nhân bị cận thị nặng quá chẳng hạn, hoặc là thậm chí những cái bệnh nhân mà chỉ có tức là bị hội chứng giả bong bao mà cái tiền phòng nó quá sâu, tức là cái dây zin của nó có vấn đề, dây zin của họ nó thường là quá lỏng, là những cái này thì xong khi mà mình phẫu thuật sẽ rất gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì là cái tiền phòng của nó sẽ thường không ổn định. Cái những cái đấy là mình cũng sẽ phải chú ý. Ngoài ra thì mình cũng phải khám xem là liệu có dịch kính ở trong tiền phòng hay không. Những cái trường hợp như thế này thì thường là nó liên quan đến việc chấn thương cũ làm nó làm đứt dây zin và làm cho dịch kính từ phía sau nó lọc ra phía trước. Tóm lại là cái phần tiền phòng nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc mà mình tìm hiểu được cái nguyên nhân của bệnh lý của thủy thể, cũng như là mình sẽ tiên lượng trước được cái cuộc mổ của mình. Tiếp theo là khám về đồng tử và mống mắt. Nếu mà có dính mống mắt phía trước hay là dính mống mắt phía sau hay không. Ở đây thì mình sẽ nhìn thấy là một chút là cái dính mống mắt phía trước ở đây và dính cả mống mắt phía sau. Trong những trường hợp mà bệnh nhân có tiền sử viêm màng mũi đào, hay là những trường hợp bệnh nhân có tiền sử hội chứng ICE chẳng hạn, những cái đấy thì nó sẽ mình phải tiên lượng trước trong quá trình trước khi phẫu thuật. Mống mắt của mình liệu có tân mạch hay không? Nếu mà có tân mạch mà bắt buộc mình phải mổ thủy thể thì liệu là mình sẽ có phải hết sức tránh để không va chạm vào cái tân mạch đấy chẳng hạn. Hoặc là trong những trường hợp mà mình nhìn thấy những cái dính hoặc những cái tân mạch ở đây thì liệu là cái phản ứng này nó gây ra viêm và nó sẽ làm cái đục thủy thể do viêm màng mũi đào, hay là cái đục thủy thể tự nhiên thì mình cũng sẽ phải chú ý đến. Thứ hai nữa là mình sẽ phải chú ý ở bờ đồng tử này liệu có cái phần cái chất giả bong bao ở bờ đồng tử hay không. Khi mà có chất giả bong bao thì mình sẽ thấy ra, mình sẽ tiên lượng được trước là đây là có liệu là cái đục thủy thể này do giả bong bao thì thường xảy ra sớm hơn, hay là liệu là có bị glaucoma phối hợp hay không. Và trong quá trình mổ thì cái việc mà đục thủy thể trên trong hội chứng giả bong bao cũng có rất là nhiều khó khăn, tôi sẽ phân tích ở phần đoạn sau, nhưng mà những cái dấu hiệu của giả bong bao cũng làm cho mình tiên lượng trước được cái cuộc mổ của mình như thế nào. Cái khả năng giãn của đồng tử thì mình tra giãn trước để đánh giá, không những tra giãn thì giúp cho mình soi được phía sau mà cũng như là đánh giá được các trường hợp mà đục thủy thể đặc biệt, và mình còn giúp cho mình biết được tiên lượng trước là liệu là trong quá trình mổ của mình thì nó có bị ảnh hưởng do đồng tử không giãn hay không. Mình cũng phải đánh giá xem là liệu là cái ánh đồng tử của bệnh nhân như thế nào, ánh hồng tốt hay không, hay là phía sau là tối thì liệu có vùng sáng thì liệu là có tổn thương của võng mạc hay không. Riêng về thủy thể thì mình sẽ phải đánh giá xem là xác định được cái hình thái đục là hình thái nào. Thứ hai nữa là mức độ đục như ban nãy tôi đã trình bày rồi. Tiếp đến là xác định các trường hợp mà mình nhìn thì như là đục thủy thể nhưng mà thực ra nó lại là lệch thủy thể, hoặc là do chấn thương có rách của bao sau, hoặc là những trường hợp có phối hợp trong trường hợp giả bong bao. Mình cũng nên xác định một số các trường hợp đục đặc biệt vì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều trong quá trình phẫu thuật về sau này. Ví dụ như là bệnh nhân này cái nhân nó quá mềm, hoặc là nhân nó quá cứng, hoặc là nhân nó bị tiêu, bị vôi hóa bao, hoặc là nhân đục sữa. Những cái này là những trường hợp mà đục thủy thể hơi đặc biệt một chút, là khi mà phẫu thuật mình sẽ phải có những cái kỹ thuật riêng. Về triệu chứng của từng cái loại hình thái đục thủy thể thì hình thái đục nhân trung tâm thì người ta sẽ thấy rằng là thường là vì là cái đục nhân trung tâm là cái phần cái tế bào biểu mô nó sinh ra và nó từ các sợi thủy thể nó cứ chèn ép dần diễn ra trong suốt cả cuộc đời, và đến khi nó bị chèn ép nhiều quá thì nó bắt đầu ở cái trung tâm nó bắt đầu xảy ra cái hiện tượng mà liên kết như thế. Thế thì thường là cái biểu hiện đục đấy nó sẽ xảy ra ở cả hai bên, nó chỉ chênh lệch nhau rất là chút ít thôi và tiến triển rất là chậm trong suốt cả cuộc đời. Người ta sẽ nhìn thấy là cái thị lực nó bị giảm, đa phần là nhìn giảm nhìn xa, và người ta thấy bệnh nhân có biểu hiện bị cận thị hóa. Thì cận thị thì ban nãy tôi đã giải thích rồi. Khi khám thì người ta cắt từng khe thì người ta thấy có một cái phần nhân trung tâm nó có một cái màu nâu vàng, càng về sau thì sẽ dần dần nó sẽ bị đen dần đi, màu nâu vàng, và từng cái thành phần của nhân trung tâm nó bị mất dần đi. Và thế còn đục vùng vỏ,
Thực ra đụng nhân trung tâm nó rất là đơn giản, là chỉ có giảm thị lực và hơi cận thị thôi, đấy là triệu chứng cơ năng. Còn khám khám thì mình thấy ở vùng chân trung tâm nó bị đục. Thế còn đục vùng vỏ thì cái biểu hiện về cơ năng của nó có vẻ đa dạng hơn rất là nhiều. Cái mức độ đục của hai bên nó sẽ thay đổi tùy vào cái vị trí mà cái bao nó bị thoái hóa. Người ta sẽ nhìn thấy rằng là mình hay bị lóa rất là nhiều, nhất là người trẻ bị lóa, và người ta nhìn thấy song thị ở con mắt. Cái hiện tượng lóa và song thị bởi do ánh sáng nó chiếu vào cái vùng ranh giới giữa vùng đục và vùng trong, nó làm tán sắc, nó gây ra hiện tượng lóa. Còn song thị một mắt thì là do là cái chỉ số khúc xạ ở vùng đục và vùng trong nó khác nhau, nó làm cho cái hình nhìn nó không nét và nó tạo ra những cái hình, hai cái hình bóng ở bên cạnh. Khi mà soi đồng tử thì người ta sẽ thấy có những cái bên tối xen kẽ ở khi cái ánh hồng đồng tử nó hắt lên, và khám bằng sinh hiển vi mình sẽ thấy có những cái vùng chêm, hình chêm nó xen kẽ với vùng trong và vùng đục. Trong trường hợp mà đục thỉnh thể căng phồng thì mình có thể thấy có hiện tượng tăng nhãn áp. Cái tiến triển của đục vùng vỏ ấy, thì từ đầu tiên là từng cái hình chêm này, sau đấy cái phần đục này nó lan rộng ra thì nó cứ ngấm nước vào và cái sợi bị trương phồng lên, nó làm cái vỏ bị căng phồng lên và nó chiếm thể tích của ở trong lòng nhãn cầu, nó làm cho cái hiện tượng cái áp lực ở trong nhãn cầu bị tăng lên. Nếu mà cái hiện tượng đấy mà vẫn không được giải quyết thì phần nước nó ngấm vào nó làm cho cái sợi thủy thể nó bị nhũ tương hóa, tức là nó tan dần, nó đứt đoạn đi, và khi mà nó nhũ tương hóa và cái áp lực nó quá cao, nó sẽ đẩy cái phần protein nhỏ, cái thành phần protein rất là nhỏ lọt ra ngoài. Khi mà lọt ra khỏi bao thủy thể như ban nãy thì tôi đã nói, vì cái thành phần ở phía trong lòng của thủy thể nó không có mạch máu cũng như không có thần kinh, thì các thành phần khi ở trong lòng nó lọt ra ngoài và tiếp xúc với mạch máu và thần kinh của bóng mắt thể mi, và nó gây ra những hiện tượng phản ứng, gây ra hiện tượng viêm màng bùn hào do chất nhân thủy thể. Cái hiện tượng này thì gây ra biến chứng viêm màng bùn hào, và đôi khi nó làm cho mình không nhận biết được là cái hiện tượng viêm màng bùn hào nó nổi trội lên hay là do cái đục thỉnh thể nó gây ra. Và khi cái đục thỉnh thể nó bị căng phồng, nó làm giữa tăng nhãn áp và dẫn đến viêm màng bùn hào, thì làm cho mình rất là lẫn giữa chuyện là cái tăng nhãn áp gây ra phản ứng viêm hay là do chất nhân gây ra phản ứng viêm, và nó làm cho mình đôi khi sẽ chẩn đoán sai nếu mình khám không kỹ. Cái quá trình mà đục căng phồng đấy và phản ứng viêm nó vẫn diễn ra tiếp tục cho đến một cái thời điểm mà nước vẫn cứ tiếp tục vào và cái thành phần cái protein ở trong lòng thủy thể nó vẫn tiếp tục lọt ra, và nó làm cho cái phần nước nhũ tương ở phía trong lòng của thủy thể nó cái protein đấy nó bị giảm lượng còn rất ít, thì cái nhân cứng ở trung tâm ấy nó sẽ bị lắng xuống dưới, nó lắng xuống dưới, và người ta gọi cái hiện tượng đục đấy là hiện tượng đục Morgani. Ở đây mình sẽ thấy rằng là cái phần nhũ tương ở trên này càng ngày nó càng loãng dần đi, và cái phần nhân trung tâm nó bị lắng xuống dưới và đục ở thành cái nhân trung tâm nó nằm ở dưới này, gọi là hiện tượng đục Morgani. Và cho đến một cái thời điểm mà phần thành phần cả cái phần nhũ tương loãng này này nó cũng bị ngấm ra hết, và nó hai cái bao của thủy thể này này nó chỉ còn là cái bao và cái nhân trung tâm thôi, và nó bị dính vào nhau, người ta gọi là cái hiện tượng mà đục màng của thủy thể. Đấy là cái tiến triển đục vùng vỏ nó thường hay xảy ra như thế. Thế còn đục của thủy thể dưới bao sau thì thường thì nó sẽ xảy ra ở người trẻ tuổi, và nó xảy ra thường ở khu trú ở vùng vỏ phía sau và nằm ở trên trục thị giác. Cái này nó làm cho, vì nó nằm ở trên trục thị giác nên nó làm giảm thị lực rất là nhiều, giảm cả thị lực gần lẫn thị lực nhìn xa, nhất là giảm khi mà mình ở trong khi mà mình ra ánh sáng ấy, thì cái thị lực nó lại giảm hơn khi mà mình vào vùng tối. Đây là cái đặc điểm điểm rất là quan trọng của đục thủy thể dưới bao sau. Tóm lại là khi mà mình bệnh nhân từ vùng sáng mà đi vào tối thì người ta lại cảm giác là thị lực tăng lên. Cái này thì là do là khi mà vào vùng tối thì đồng tử của bệnh nhân được giãn ra, đồng tử của bệnh nhân được giãn ra thì đây. Khi mà đồng tử được giãn ra và người ta có thể nhìn qua cái vùng khe cái phần thủy thể còn trong này và làm cho thị lực tăng lên. Tuy nhiên là cái khu vực đục này này thì nó nằm ở đúng trung tâm của trục nhìn, thì nó làm cho cái vùng ranh giới này nó gây ra hiện tượng tán sắc rất là nhiều,
và cái hiện tượng tán sắc là làm cho bệnh nhân rất là khó chịu. Người ta cũng có thể nhìn thấy cái hiện tượng song thị một mắt bởi vì cái ranh giới giữa vùng đục và vùng trong ở đây, nhưng mà nó không quá nhiều như là trong trường hợp đục vùng bỏ. Nhưng mà hiện tượng lóa thì rất nhiều. Và rất nhiều bệnh nhân khi mà người ta đến với mình, thị lực vẫn còn khoảng độ 5-6 phần 10, nhưng người ta vẫn yêu cầu mình mổ, và người vì người ta quá khó chịu khi mà ánh sáng nó bị lóa như thế. Cái đục ở vùng dưới bao song này thì thường nó liên quan đến việc mà sử dụng những cái thuốc, mà cái thuốc mà người ta hay sử dụng nhất đấy là thuốc có steroid. Steroid có thể sử dụng bằng cách tra tại chỗ cũng như là người ta sử dụng toàn thân trong những trường hợp mà bệnh nhân bị suy thận. Những cái bệnh nhân bị lupus thì người ta sử dụng steroid rất là nhiều, và đến thì bệnh nhân thường có cái vẻ mặt cơn sinh rất là rõ, giảm cơn sinh rất là rõ. Và khi mà nhìn thấy thế thì mình phải nghĩ ngay đến hiện tượng đục ở dưới bao sau và đục do steroid. Ngoài ra thì có thể là do bệnh nhân tra tại chỗ. Những cái bệnh nhân mà có những cái mắt thì thường rất là đỏ, trông lúc nào cũng như viêm kết mạc ấy, đỏ rực lên ấy. Và những cái bệnh nhân như thế thì mình cũng phải chú ý đến là liệu là người ta có tra thuốc thường xuyên hay không. Nếu mà là do nguyên nhân tra thuốc, khi mà mình nhìn thấy đục thủy thể dưới bao sau thì một cái việc vô cùng quan trọng đấy là mình sẽ phải đo nhãn áp, bởi vì là khi mà sử dụng steroid thì cái việc mà dẫn đến tăng nhãn áp là rất là thường xảy ra. Đấy là cái đục thông thường mình hay gặp từ tiến triển theo tuổi. Ngoài ra thì có một số cái đục thủy thể bệnh lý như là đục do chấn thương, đục do bệnh lý khác tại mắt, hoặc là bệnh do bệnh lý toàn thân. Cái đục do chấn thương thì cũng thật có thể là đục do chấn thương đụng dập hay là đục do chấn thương xuyên. Đây thì nói một chút về đục thủy thể trên những mắt chấn thương đụng dập. Mình sẽ hình dung rằng là một cái chấn thương đụng dập thì nó sẽ thường là nó sẽ đập vào, làm cho cái luồng, cái áp lực nó sẽ đập vào mặt trước của cái thủy thể. Và khi mà đập vào mặt trước thủy thể thì sẽ làm gây chấn động một loạt các sợi thủy thể ở phía trong lòng đấy. Và chính vì thế thì cái hướng đi mà cổ sang chấn nó thường đi rất là đồng đều với các vía. Và trong trường hợp mà chấn thương đụng dập thì các bạn sẽ nhìn thấy cái vùng đục nó có cái màu giữa cái hình thái, cái hình đục rất là đẹp, như là hình hoa, hình bông tuyết, hình ngôi sao. Và những cái đấy là khi mà nhìn thấy những hình đặc biệt như thế thì mình phải nghĩ ngay đến một cái chấn thương đụng dập. Trong một số trường hợp mà nó có hiện tượng dạn bao thì cái vùng mà bị dạn đấy nó sẽ cho nước ngấm vào. Và khi mà nước ngấm vào thì các bạn sẽ hình dung là nó sẽ tiến triển đến cái vùng đục, cái cơ chế đục vỏ ấy. Nước ngấm vào là toàn bộ cái sợi đấy nó bị đục rồi nó sẽ lan rộng ra. Nếu mà đấy là trường hợp mà cái dạn bao nó rộng. Trong trường hợp mà đục chấn thương thì mình cần phải chú ý xem là liệu là có cái tổn thương phối hợp hay không. Nếu cái tổn thương phối hợp đấy có liệu là có đứt dây zin hay không. Đứt dây zin thì nó sẽ được biểu hiện bằng cái hiện tượng lệch quá nhiều, thì nó sẽ gây ra hiện tượng lệch thủy thể. Mình phải tìm các hiện tượng phối hợp như là dung dinh một mắt, dung dinh thủy thể và tiền sâu, tiền phòng nó bị nông sâu không đều. Ngoài ra thì có liệu có đứt chân mống mắt hay không, thì liệu là có xuất huyết ở tiền phòng, và tất cả xuất huyết tiền phòng như cái dấu hiệu mà phối hợp của một cái chấn thương là mình đều phải tìm để đánh giá. Một cái vết thương xuyên mà xuyên vào đến phần thủy thể thì mình cũng cần phải chú ý xem là liệu là có cái đường vào của nó ở đâu, và đánh giá xem là cái phần vết thương ở trên bề mặt của thủy thể nó là vết thương xuyên rộng hay là hẹp. Có những cái vết thương mà rất là nhỏ thôi, nó sau đấy thì cơ thể của mình nó có cái đáp ứng bằng cách là tạo ra cái xuất huyết, và cái xuất huyết đấy nó sẽ bít kín cái đường cái vết thương rách đấy. Khi mà nó bít kín, khi mà vết thương xuyên thì nó sẽ làm cho nước ngấm vào, nhưng sau đấy thì xuất huyết nó làm bít kín cái khu vực đấy, nên đôi khi mình sẽ không nhìn được, mình chỉ thấy là một cái khoảng đục rất nhỏ ở trên bề mặt của thủy thể. Mỗi khi mà mình khám mà mình thấy là cái vùng đục của thủy thể nó nằm lệch, nó không cân đối, nó nằm hơi lệch ra bên ngoài, hoặc là nó có hình dạng hơi bất thường, nó không giống hình trên chẳng hạn, có một đám trắng trắng xóa ở một góc nào đấy, thì mình phải hết sức chú ý và
hỏi xem là người ta có tiền sử chấn thương hay không. Bởi vì là sau khi mà xuất tiết nó bít rồi thì nước nó không nấm vào được nữa và cái phần đục nó chỉ cư trú ở đấy. Tôi thì đã gặp những cái bệnh nhân mà cái vùng đục đấy nó nằm khuất ở phía sau mống mắt và làm cho người ta không hề ảnh hưởng gì đến trong quá trình người ta già đi. Khi mà người ta già đi thì người ta lại xuất hiện cái đục thủy thể tuổi già và người ta đến vì phẫu thuật đục thủy thể tuổi già. Nhưng mà khi phẫu thuật thì tôi nhìn thấy là có một cái màu sắc nó lọt ra, tức là ở một góc của cái thủy thể nó bị lọt ra một cái màu sắc. Điều đấy chứng tỏ rằng là người ta đã từng bị một cái vết xung xuyên và cái dị vật nó nằm trong lòng cái thủy thể đấy. Nhưng mà vì nó lấp ở sau móng mắt làm cho người ta không hoàn toàn không ảnh hưởng đến cuộc sống cả. Nhưng mà dù sao, nếu mà trong trường hợp mà mình tra giãn thật tốt và nó trong giai đoạn đầu sớm mà mình thấy những cái đám đục mà nó có hình dạng hơi đặc biệt một chút, mình cần phải chú ý xem là liệu người ta có tiền sử vết thương xuyên không. Còn trong những trường hợp mà vết thương xuyên của cái bao thủy thể nó lớn ấy, thì nước nó ngấm vào ồ ạt, rồi chất nhân thủy thể nó lọt ra ngoài, nó gây ra phản ứng viêm rất là nhiều, rồi mình thậm chí còn nhìn thấy cả cái vùng rách của nó, cũng như là hoặc là nhìn thấy cái chất nhân nó rơi vào tiền phòng, rồi phản ứng viêm màng bầu đào rất là rầm rộ. Thì cái lúc đấy là mình sẽ phải can thiệp sớm. Tóm lại là trong những trường hợp mà đục thủy thể chấn thương thì mình phải khám một cách có hệ thống để xem tổn thương đục của thủy thể như thế nào, có thể kèm theo là rách bao hay không, kèm theo lệch thủy thể không, và khám các bộ phận phối hợp khác như là xuất huyết tiền phòng, mông, sẽ khám chân mông mắt, dịch kính, tất cả các phần thành phần như giác mạc. Chấn thương thì liệu là có dị vật hay không. Có những trường hợp mà mình phải chú ý xem là tôi thì đã gặp một cái bệnh nhân họ đến với khoa của glaucoma vì do nhãn áp cao, rồi cái tiền phòng thì lúc nào cũng nâu đục như là một cái phản ứng viêm mà mình không phát hiện ra. Thực ra là nó lúc nào cũng như là viêm màng bầu đào, rồi tăng nhãn áp, rồi thủy thể thì đục, và về sau khi mà nó bị ngấm vào phần giác mạc, nó có một cái viền màu nâu đỏ thì mình phát hiện ra đấy là có dị vật sắt, và đem đi chụp thì người ta phát hiện ra đấy là có một cái dị vật sắt ở trong nội nhãn. Đến cái loại bệnh lý thứ hai thường hay phối hợp với cả đục thủy thể, đấy là viêm màng bầu đào. Thì mình sẽ phải hỏi về tiền sử của viêm màng bầu đào. Trong những trường hợp mà viêm màng bầu đào thì thường hay có đục ở dưới bao sau hoặc là đục vỏ nhiều hơn, thì nó thay đổi cái thành phần của thể dịch và nó làm nước ngấm vào nhiều. Mình có thể nhìn thấy những cái sắc tố hoặc là sắc tiết bám ở mặt trước của bao thủy thể. Đồng tử thì có thể méo dính, thì mình thấy những cái dính ở mặt trước hoặc mặt sau của thủy thể, của mắt là dính trước hoặc là dính sau. Sẽ phải chỉ định là điều trị phẫu thuật thủy thể khi mà viêm màng bầu đào ổn định. Tuy nhiên là nếu trong trường hợp mà ví dụ như là viêm màng bầu đào xảy ra sau do phản ứng với chất nhân thì lại chỉ định khác nhé. Còn tiên lượng ở sau cái phẫu thuật mà đục thủy thể trên mắt viêm màng bầu đào thì tương đương là rất là dễ cái phản ứng viêm nó bị bùng lại, như là và cái phẫu thuật thì đồng tử thường bị dính, thì là có mang xuất tiết và đồng tử nó không giãn được, mình phải cẩn thận trong quá trình phẫu thuật. Đục thủy thể do thuốc thì các thuốc mà mình hay gây ra cái biến chứng đấy là thuốc steroid này, thuốc chống loạn nhịp này, thuốc hướng thần này, và sử dụng co đồng tử kéo dài như là pilocarpine tra kéo dài cũng là cái một trong những cái nguyên nhân mà dẫn đến đục thủy thể. Một số cái nguyên nhân đục thủy thể do bệnh toàn thân như là rối loạn chuyển hóa, như đái tháo đường thì tôi đã nói là nó là tăng đường lượng đường ở trong thủy dịch và nó làm rối loạn quá trình thẩm thấu ở qua bao thủy thể. Thì thường là cái đục này nó đầu tiên là chỉ có ở dưới bao trong giai đoạn đầu, nhưng mà khi mà xuất hiện đột ngột thì nó bị tăng đường huyết đột ngột và nó làm nước ngấm ồ ạt vào trong lòng thủy thể, nó gây ra hiện tượng đục bao và đục căng phồng rất nhanh chóng, thậm chí chỉ trong vòng một đêm thôi mà nó có thể cả hai mắt nó bị đục thủy thể trắng xóa. Những trường hợp mà đục nhanh như vậy thì mình cần phải chú ý đến cái đường huyết của bệnh nhân. Rồi hạ canxi huyết cũng có khả năng gây ra hiện tượng đục thủy thể. Có một cái hội chứng có ảnh hưởng rất là nhiều đến quá trình tiến triển cũng như là việc điều trị của đục thủy thể, đấy là hội chứng giả bong bao.
Hội chứng giả bong bang này thì thường xảy ra ở nam giới nhiều hơn và thường xảy ra ở trên những người mà trên 70 tuổi. Tuy nhiên là gần đây thì chúng tôi thấy những hiện tượng đục giả bong bang có thể xảy ra sớm hơn. Hội chứng giả bong bang bản chất của nó là do hiện tượng lắng đọng của albumin ở rất nhiều thành phần, không phải chỉ ở mắt. Nó có thể lắng đọng ở khớp, gây ra viêm khớp, rồi màng ngoài tim, gây ra viêm màng ngoài tim. Và ở ngay ở tại mắt ấy, thì nó cũng sẽ lắng đọng ở rất là nhiều vị trí. Người ta có thể thấy rằng là nó có thể lắng đọng ở vùng góc tiền phòng này và gây ra tăng nhãn áp, thì gặp trong trường hợp mà glaucoma gặp trong trường hợp mà glaucoma cho hiện tượng giả bong bao. Ngoài ra thì nó có thể lắng đọng ở vùng bờ đồng tử gây ra hiện tượng làm cho có một cái viền trắng xóa ở đây và làm cho đồng tử rất là khó giãn khi mình tra thuốc giãn. Có một đặc điểm rằng là khi mà cái viền chất giả bong bao đó lắng đọng ở bờ đồng tử, khi đồng tử to nó chạm vào bề mặt trước của thủy thể, sau đấy đồng tử giãn ra thì nó để lại cái viền giả bong bao trên bề mặt thủy thể. Sau đấy ở vị trí đồng tử giãn, nếu mà có quá nhiều chất giả bong bao nó cũng sẽ bám lên trên bề mặt của thủy thể và nó lại để lại một cái viền như thế. Và sau nhiều lần như thế thì nó sẽ làm cho trên bề mặt thủy thể có những cái vòng đồng tâm như thế này, đó chính là tương ứng với cái bờ đồng tử ở vị trí co hay giãn. Và người ta thấy có những cái hình bia ở trên bề mặt của thủy thể này, người ta gọi là chất giả bong bao, bởi vì đây không nó cũng rất là giống, trong cũng giống như là cái bao thủy thể như là bị chóc ra, nhưng thực ra nó hoàn toàn là từ bên ngoài dính lên phía trước của bao thủy thể. Cái chất giả bong bao này ngoài việc dính ở vùng góc tiền phòng cũng như là bờ đồng tử và mặt trước của thủy thể thì nó còn có thể dính ở cái dây zin của thủy thể nữa. Khi mà nó dính ở dây zin của thủy thể thì nó sẽ làm cho cái dây zin này nó bị thoái hóa và nó sẽ bị lỏng dần, giãn dần ra. Tôi thấy có những cái bệnh nhân mà dây zin giãn xong một đến mức mà cái thủy thể nó gần rơi ra vào vùng dịch kính, thì nó bị thoái hóa toàn bộ dây zin đấy. Đấy là cái liên quan đến cái giả bong bao. Và khi mà cứ với những cái trường hợp mà bệnh nhân giả bong bao thì mình phải chú ý xem là liệu thủy thể có lệch hay không là trong những trường hợp như thế. Tiếp đến là lệch thủy thể. Cái lệch thủy thể thì thường là do một phần cái dây zin, ở đây mình sẽ nhìn thấy cái dây zin này nó bị yếu hoặc là nó bị đứt, nó làm cho cái thủy thể nó bị không được treo ở đúng cái vị trí nữa mà nó bị lệch ra một chỗ khác. Lệch thì có thể lệch một phần hoặc là xa toàn bộ thủy thể. Người ta có thể gặp ở trong chấn thương nhưng cũng có thể gặp trong một số hội chứng như là mắc phăng hoặc mắc Cheseny. Và vì là cái thủy thể nó nằm, khi mà nó nằm bình thường nó nằm ở vị chính giữa, nó làm cho cái tiền phòng nó rất là đều cân đối, thì khi mà nó lệch đi nó sẽ làm cho cái tiền phòng nó sẽ nông sâu không đều và cái mống mắt nó tựa lên trên phần mặt trước đấy, nó sẽ gây ra hiện tượng khi mà cái dây zin nó bị không bán được chắc ấy, thì nó sẽ làm cho cái thủy thể bị rung rinh. Cái thủy thể rung rinh nó sẽ làm cho mống mắt nó cũng rung rinh theo. Một số cái dạng đục thủy thể đặc biệt mà mình cần phải chú ý, thứ nhất là cái đục thủy thể quá mềm. Ở người lớn tuổi thì mình có cái thủy thể mà khi mà nó quá mềm ý, thì mình sẽ trong cái kỹ thuật đẹp nữa thì tôi sẽ nói thêm về cái phẫu thuật. Thế thì mình sẽ thấy rằng là làm cho cái việc mà phẫu thuật va cô sẽ trở nên rất là khó khăn, bởi vì là mình không thể đào được cái nhân thủy thể, rất là khó chóp cũng như là rất là khó mà bẻ nhân. Nếu mà ở trẻ nhỏ ấy, thì người ta chỉ cần sử dụng đầu hút IA là có thể hút được toàn bộ cái nhân rồi, nhưng mà ở người lớn tuổi thì do khó chóp và bẻ nhân, người ta thường hay sử dụng cái kỹ thuật người ta gọi là Newton chip. Nếu mà trong trường hợp mà đục mà nhân cứng nâu, cái nhân cứng nâu này thường hay gặp trong những trường hợp mà bệnh nhân có tiền sử cao huyết áp, có tiền sử đái tháo đường lâu ngày mà cái đường huyết nó cứ duy trì đều đều dài dài ấy, thì nó sẽ thường là cái đục cái nhân này, cái nhân nó rất là to và nó rất là dai, khiến cho mình đào cũng rất khó, dùng rất nhiều năng lượng trong phẫu thuật va cô để sử dụng đào nhân rất là khó, cũng như là khi mình tách nhân thì nó thường rất là dính ở đáy và rất là khó để mà bẻ đôi cái nhân ra. Cái nhân này thường có nhân nhiều và rất là dai và nó có thể nối với dính vào cái phía sau của cái bao thủy thể.
mà làm cho cái phẫu thuật rất là khó khăn. Đục cái nhân sữa thì đây là trong trường hợp mà thủy thể nó quá chín, nó bị bệnh lý, nó làm chân nhân bị hóa lỏng. Thì trong những trường hợp như thế này thì mình sẽ phải sử dụng các chất nhuộm bao để quan sát cái bao thủy thể. Nhưng mà cái quan trọng là cái trong những trường hợp như thế này thì cái bao thủy thể thường là rất là giòn. Nó mình chỉ chọc một lỗ thôi thì nó tự toát ra và nó sẽ mình không kiểm soát được cái đường xé bao, và cái rất là dễ bị rách rộng vì áp lực sau của nó cũng tương đối cao. Tuy nhiên thì cái việc rửa cái chân nhân của cái loại này thì lại rất là dễ, bởi vì cái chân nhân nó bị hóa lỏng hết rồi. Nhân tiêu và nhân vôi hóa ở bao trước thì thường là rất là khó xé bao mà mình sẽ phải tiến hành là cắt cái bao đi và rửa chân nhân, bởi vì cái nhân này nó bị dính rồi, nó bị tiêu, nó bị bám hết lên trên mặt của bao, thành ra là đôi khi rửa rất là khó và có hiện tượng vôi hóa của bao sau nữa. Thì đây là những cái mà mình phải tiên lượng trong quá trình phẫu thuật như thế. Ngoài ra, để cho đảm bảo một cái điều trị của thủy thể để cho nó có hiệu quả thì mình cũng phải đánh giá được cái phần dịch kính võng mạc. Có những cái bệnh lý đáy mắt mà kết hợp đi thì nó sẽ làm cho cái giảm thị lực của bệnh nhân nó không tương xứng với cái mức độ của đục thủy thể. Ngoài ra là trong những trường hợp mà một số cái trường hợp bệnh lý ở phía sau nó sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều trong quá trình phẫu thuật. Ví dụ như là trong trường hợp mà nếu mà xuất huyết của dịch kính chẳng hạn, thế thì các bạn sẽ rất là khó để quan sát được cái ánh hồng đồng tử, sẽ làm cho ảnh hưởng cho quá trình mà mình xé bao hay là mình quan sát được liệu là cái đường rãnh của mình đã đạt được yêu cầu hay không chưa. Hoặc là trong trường hợp mà bệnh nhân bị bong võng mạc chẳng hạn, thì cái nhãn áp nó rất là mềm, khi mình đưa cái đường đầu pha cô vào nó làm cho cái tiền phòng nó bị sâu hoắm xuống và nó làm cho cái tiền phòng nó không ổn định. Ngoài ra thì khi mà khám được cái đánh giá được cái bệnh lý ở đáy mắt thì nó sẽ giúp cho mình tiên lượng về cái thị lực của phẫu thuật phía sau, mình giải thích cho bệnh nhân nó dễ hơn. Đấy là về lâm sàng. Khi còn khám nghiệm về chức năng, khi mà khám về một bệnh nhân mà đục thủy thể, trước khi mà tiến hành điều trị cho bệnh nhân thì mình phải đánh giá được cái thị lực nhìn xa, thị lực nhìn gần và có chỉnh kính thì liệu là nó lên được bao nhiêu. Khi mà bệnh nhân mà có cần phải rất là chú ý trong những trường hợp mà bệnh nhân mà chỉ có bóng bàn tay, tức là cái thủy thể nó đục nhiều quá và chỉ có bóng bàn tay, mình cần phải đánh giá được là liệu là sau khi mổ thì liệu là thị lực nó lên được hay không, thì cần phải đánh giá xem cái hướng ánh sáng của bệnh nhân như thế nào, về nhận thức màu của bệnh nhân như thế nào. Bởi vì nếu mà trong trường hợp mà khám mà hướng ánh sáng của bệnh nhân không tốt, chẳng hạn nó bị mất phía mũi, thì mình phải chú ý đến nó có cái bệnh khác rồi, ví dụ như tổn thương do glaucoma nhiều quá rồi, thế thì việc mổ sau đấy thì cái hiệu quả tăng thị lực nó không như là nếu mà tất cả hướng ánh sáng đều tốt. Mình cũng phải đánh giá xem là cái liệu cái nhãn áp của bệnh nhân là bao nhiêu, để xem là liệu có bị phối hợp với cả bệnh glaucoma hay không. Có một cái xét nghiệm mà thực ra thì về mặt lý thuyết thì có thôi, nhưng mà bản thân tôi cũng chưa bao giờ mà tiến hành làm cả. Đấy là cái việc đo cái thị lực tiềm năng, bởi vì chúng ta cũng không có cái máy nào để đánh giá như thế. Cái thị lực tiềm năng này tức là có một cái đèn, người ta sẽ chiếu các chữ lên võng mạc, thì tức là cái ánh sáng đấy nó có thể có khả năng xuyên qua được cái thủy thể đục, và cái ánh sáng nó chiếu lên võng mạc. Nếu mà cái bệnh nhân mà đánh giá được cái thị lực khi mà chiếu lên võng mạc đấy mà đánh giá được cái thị lực của bệnh nhân đọc được tốt, thì có nghĩa là cái khả năng sau khi mổ thủy thể sẽ đạt được thị lực tốt. Ngoài ra thì người ta phải, như ban nãy thì tôi cũng đã nói rằng là nếu mà trước phẫu thuật mà chuẩn thì mình cần phải đánh giá được cái tế bào nội mô giác mạc. Nếu mà trường hợp mà mật độ tế bào nội mô giác mạc nó dưới 1.000 mm, tế bào trên 1 mm² thì cái đấy là chống chỉ định, tại vì cái khả năng mà bị phù giác mạc sau mổ rất là cao. Ngoài ra thì mình phải đánh giá, mình phải làm một số cái xét nghiệm để mà đánh tính được cái công suất của thủy thể. Ban đây có một bạn có hỏi tôi về hỏi là muốn hỏi về cách chọn công thức tính thể thủy tinh thích hợp và cách chọn thủy thể với mắt viễn thị cao. Khi mà đo cái trong cái quá trình khám của thủy thể thì mình đục thủy thể để phẫu thuật thì mình sẽ phải có một cái bước là đo các chỉ số sinh học để mình có
thể, tính được công suất của thính thể, tính công suất thủy tinh thể, và mình cũng chọn loại thủy tinh thể thích hợp, và cũng như là đánh giá được cái thông tin về loạn thi. Đấy là cái các chỉ số về sinh học thì gồm có siêu âm này, cái độ dài của trục nhãn cầu này, độ sâu của tiền phòng này, cái chỉ số K của giác mạc này, và rất nhiều cái thành phần khác. Nhưng mà những cái công thức tính kinh điển thì người ta chỉ dựa vào cái độ cong của giác mạc cũng như là độ cái siêu âm trục nhãn cầu thôi. Để mà đánh giá được cái độ cong của giác mạc thì người ta có thể sử dụng cái da ban kế, hoặc là cái đo máy đo khúc xạ giác mạc, hoặc là máy đo khúc xạ tự động mà mình dùng ấy, mà có cái chỉ số K, hoặc là người ta sử dụng trên cái bản đồ giác mạc. Cái việc mà để lựa chọn được cái công suất, tính công suất thủy tinh thể thì có rất là nhiều cái loại tính công suất. Nhưng mà bây giờ mà thực ra để mà lựa chọn loại thủy tinh thể cũng như là cách tính công suất của thủy tinh thể sẽ phải có một cái bài riêng. Tại vì nó rất là nhiều yếu tố liên quan. Nhưng mà về mặt cơ bản thì mình cứ lựa chọn những cái loại công suất mà thế hệ mới như là AGIS hoặc là Holiday thì thường là nó sẽ có chỉ số chính xác hơn. Các loại nếu mà trong cái giải mà trục nhãn cầu bình thường ấy khoảng độ 20 hay 21 nha, gì đấy thì gần như tất cả các loại công suất công thức đều có giá trị tương đương nhau. Tuy nhiên là nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân mình hơi bị cận thị một chút thì mình sẽ sử dụng cái SRKT, hoặc là trong trường hợp là bệnh nhân hơi viễn một chút thì sẽ sử dụng cái HOPE-Q. Tuy nhiên là một cái để mà nói chi tiết về cái lựa chọn hay tính công suất thủy tinh thể chắc là sẽ phải dành cho một cái bài khác để trình bày với các bạn khác. Siêu âm thì người ta cũng mục đích của việc siêu âm tức là để đo trục nhãn cầu giúp cho quá trình tính công suất thủy tinh thể và phát hiện một số cái bệnh lý nội nhãn để phối hợp. Ở đây thì có mấy cái câu hỏi thì chắc là nó liên quan. Có vẻ như vấn đề về thủy tinh thể nhân tạo, về công suất thủy tinh thể nhân tạo có vẻ nhiều bạn hỏi. Có bạn hỏi rằng là đo cái công suất thủy tinh thể nhân tạo ở trẻ em. Bạn muốn hỏi về cách tính công suất thủy tinh thể nhân tạo ở trẻ em. Cái việc tính công suất thủy tinh thể nhân tạo ở trẻ em thì nó lại là khi mà trẻ em được 7 tuổi thì cái trục nhãn cầu nó dài tương đối như là người lớn thì mình có thể được sử dụng công suất của người lớn. Tuy nhiên ở trẻ em thì nó lại khác. Ở trẻ em thì mình còn phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, đấy là được thủy tinh thể một mắt hay là hai mắt. Và cái mà người ta sử dụng đấy là cái công suất mà đạt được là đạt được cái khúc xạ chỉ định, tức là mình muốn là cái khúc xạ đạt được là bao nhiêu. Nó có công suất công thức riêng, chắc là phải riêng một bài khác, bởi vì là nó có hẳn một cái công thức để tính cho trường hợp mà ở trẻ em. Và ví dụ mình muốn đặt là nó là -2 thì nó phải phù hợp với cả mắt bên đối diện, tại vì trục của trẻ em nó còn dài tiếp. Ca đo theo, một bạn hỏi về ca đo theo da ban kế và theo máy đo khúc xạ tự động thì kết quả nào chính xác hơn. Ở đây mình sẽ thấy có mấy cái đo khúc xạ, tức là da ban kế, máy đo khúc xạ giác mạc, máy đo khúc xạ tự động và bản đồ giác mạc. Thì người ta thấy rằng là cái đo máy đo khúc xạ giác mạc này là chính xác nhất, sau đấy đến da ban kế, rồi đến cái máy đo khúc xạ tự động của K, và cái bản đồ giác mạc nó chỉ đo ở phần trung tâm thôi, nên mình phải cân nhắc khi mà sử dụng nó. Siêu âm, cái nào chính xác nhất thì nhân tiện để trả lời luôn. IOM Master thì vẫn là cái chính xác nhất, hay là cái Lenstar thì vẫn là cái chính xác nhất. Sau đấy thì đến siêu âm nhúng, rồi siêu âm tiếp xúc và siêu âm B. Siêu âm B có những người ta có kinh nghiệm, người ta đo rất là tốt. Nhưng mà về cơ bản thì siêu âm B được sử dụng để đánh giá các
tổn thương phối hợp, nên là người ta không sử dụng để đo chụp nhiều, phải có những người rất là kinh nghiệm để sử dụng siêu âm B để đo cái chụp. Nhưng mà IOM Master mặc dù gì rất là chính xác nhưng mà lại không sử dụng một cách phổ biến được, bởi vì là nó là về nguyên lý quang học, nên trong những trường hợp mà đục kính thể quá nhiều không cho ánh sáng xuyên qua thì không thể sử dụng IOM Master. Để mà khám một bệnh nhân đục kính thể thì để mà điều trị được người ta một cách hiệu quả thì mình cũng phải đánh giá xem là cái bệnh lý toàn thân của người ta như thế nào, liệu là bệnh nhân có tư tưởng ổn định và hợp tác tốt trong quá trình điều trị hay không. Những cái bệnh nhân mà hay căng thẳng, quá nhạy cảm, hay chỉ trích, rồi những bệnh nhân hysteri là hết sức cẩn thận trong quá trình phẫu thuật. Các bạn khi mà tôi có kinh nghiệm rồi, những cái bệnh nhân nào cứ hỏi đi hỏi lại một câu đến chục lần ấy, chắc chắn những cái bệnh nhân đấy rất là nhạy cảm trong quá trình phẫu thuật và kết quả rất là khó để làm cho người ta vừa lòng. Những cái bệnh toàn thân phối hợp thì ví dụ như là người ta có sốt này, có đi ngoài này, những cái làm hoặc là táo bón, thường là cho người ta nằm rất là không yên ở trong quá trình phẫu thuật, nên là tốt nhất là mình giải quyết được hết những cái vấn đề đấy trước khi cho bệnh nhân lên bàn mổ thì sẽ giúp cho cái hiệu quả điều trị của mình sẽ tốt hơn. Bệnh những bệnh nhân có tiền sử chảy máu chẳng hạn cũng là một cái yếu tố để mình cân nhắc trong quá trình phẫu thuật, liệu cho mình làm trên cái đường vào nó ở chỗ nào, có chạm nên chạm vào phần kết mạc rồi mống mắt hay không, cố gắng để cho mình hạn chế chạm vào. Những cái bệnh nhân có tiền sử tiểu đường và có thì cần phải chú ý đến nguy cơ nó bị nhiễm trùng rồi khó hàn gắn vết thương rồi phản ứng viêm sau mổ, thì cái đấy là mình phải chú ý. Rồi bệnh tim mạch, bệnh nhân khó thở, nhất là chú ý những cái bệnh nhân mà buồn nôn rồi khó thở, hoặc là những cái bệnh nhân mà có tiền sử huyết áp cao rồi những cái cổ ngắn mà to chẳng hạn, nằm trên bàn mổ sẽ rất là khó khăn để là vì người ta rất là khó gập, cúi gập cằm xuống. Ở đây có một loạt câu hỏi. Ở đây có rất là nhiều cái câu hỏi nó liên quan đến vấn đề điều trị. Thế thì tôi sẽ để xuống cuối cùng tại vì tôi chưa trình bày đến phần đấy. Thế thì một lúc nữa tôi sẽ trả lời luôn một thể. Bây giờ thì đến việc điều trị. Điều trị của bệnh lý thể thủy tinh thì như ban nãy lúc mà tôi trình bày về phần yếu tố nguy cơ thì mình thấy rằng là mình cần phải tăng cường dinh dưỡng hoặc sử dụng các chất chống oxy hóa khử rồi các loại vitamin rồi các loại vi chất. Ngoài ra thì mình có thể trong trường hợp mà đục kính thể giai đoạn đầu, mình có thể tạm xử lý bằng cách là cho bệnh nhân dùng kính, tức là bệnh nhân bị cận thị một chút thì mình sử dụng kính để cho điều chỉnh được cái tần khúc xạ cho bệnh nhân, hoặc là mình tăng cường ánh sáng khi nhìn, nó cũng sẽ giúp cho bệnh nhân cảm thấy thoải mái hơn trong giai đoạn đầu. Nhưng mà để mà giải quyết triệt để được bệnh đục kính thể thì tóm lại là vẫn chỉ có phẫu thuật. Cái việc chỉ định phẫu thuật của bệnh nhân đục kính thể ấy, nó dựa vào rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là dựa vào thị lực. Thị lực thì thường là trước đây, nếu mà kể cả bây giờ cho để bảo hiểm ấy, họ vẫn chẳng chỉ định là trong những trường hợp mà ở các tuyến đấy là thị lực dưới 3/10. Tuy nhiên thì vẫn có những trường hợp mà thị lực nó cao hơn rất nhiều và mình vẫn có chỉ định, đấy là vì nó phụ thuộc vào cái nhu cầu về chất lượng thị giác của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân mà 6/7/10 mà người ta không thể nhìn được bởi vì nó bị lóa quá, trong những nhất là những trường hợp bệnh nhân trẻ phải đi làm hoặc người ta không thể lái xe được, thì mình có thể chỉ định sớm hơn. Tuy nhiên cái việc chỉ định phương pháp điều trị nào nó còn phụ thuộc vào là cái bệnh nhân phối hợp là như thế nào. Thứ hai nữa là chỉ định xem phụ thuộc vào liệu là cái đơn vị mình làm việc nó có trang thiết bị đầy đủ không. Nếu mà mình muốn mổ cho bệnh nhân khoảng độ 5-6/10 mà mình không có máy Phaco, mình mổ bằng phẫu thuật ngoài bao thì liệu là mình chỉ định như thế có hợp lý hay không, là mình cũng phải cân nhắc. Hoặc là mình mới là một cái người mới học thôi, chỉ định những trường hợp mà
sự cân nhắc, nên là chính là những cái chỉ định đấy nó sẽ còn rất nhiều yếu tố để mà mình quyết định là bệnh nhân có mổ hay không. Thì các phương pháp phẫu thuật thì là nó từ trước đến nay thì nó có 3 phương pháp chính. Nói thật ra thì nó chỉ có 2 phương pháp thôi, tức là phẫu thuật trong bao và phẫu thuật ngoài bao. Phẫu thuật trong bao tức là lấy thủy thể nguyên cả khối, còn phẫu thuật ngoài bao tức là mình để lại cái bao của bệnh nhân lại và mình chỉ lấy mỗi cái nhân trung tâm và cái vỏ thôi. Phẫu thuật thủy thể trong bao, phẫu thuật thủy tinh trong bao tức là lấy toàn bộ bao nhân chất nhân ra ngoài. Và khi mà muốn lấy được như thế thì rõ ràng là vì thủy thể nó được treo bằng hệ thống dây chằng zin thì mình sẽ phải làm một cái biện pháp để làm cho cái dây zin nó bị lỏng ra, bị đứt ra. Cho đến ngày nay thì cái phẫu thuật trong bao vẫn còn chỉ định, nhưng mà với những trường hợp mà thủy thể nó bị lệch quá nhiều rồi, nó có xu hướng xa vào thủy nhân, xa vào dịch kính hay ra tiền phòng, thì mình đành phải lấy cái thủy thể trong bao. Ở đây thì để các bạn xem một cái video. Phẫu thuật thủy tinh thể trong bao ấy, thì người ta sẽ phải tách cái kết mạc ở vùng rìa ra, bởi vì cái thủy tinh thể ban nãy mình biết là nó kích thước khoảng độ 9-10mm và chiều ngang, và độ dày của nó khoảng 4-5mm. Chính vì thế nên là cái đường mở của giác mạc, các bạn sẽ thấy rằng là đường mở của giác mạc thường là rất là rộng, nó thậm chí đến cả nửa chu vi. Sau đấy thì trước khi mà người ta làm được, đây là người ta thấy một cái đợt cực lạnh để người ta bám dính vào mặt trước của một cái bao thủy tinh thể, để người ta lôi được toàn bộ cái thủy thể ra. Nhưng mà để mà lôi được cái này ra thì thường người ta sẽ phải tiêm một cái chất người ta gọi là chất alpha-chymotrypsin. Cái chất alpha-chymotrypsin này thì nó làm lỏng tất cả nó làm lỏng cái dây zin ra. Ở đây các bạn nhìn thấy là cái bao thủy thể nó bị cái giác mạc nó bị cắt đến một nửa, và vì như thế nên người ta phải chẳng buộc rất là cẩn thận, để khi mà người ta vừa lôi được cái thủy tinh thể ra thì người ta sẽ phải khâu kín cái phần giác mạc này vào. Cái việc mà lấy toàn bộ cái khối thủy tinh thể này ra thì rất là nguy hiểm, tại vì cái thể tích của nó rất là lớn, và khi mà mở một cái đường mở rất là rộng như này, sau đấy thì lấy ra một khối lượng rất lớn ở trong mắt, nó sẽ làm cho mắt nó tạo thành một cái hố rỗng và tạo một cái áp lực âm ở trong mắt. Cái áp lực âm này nó sẽ làm cho kéo toàn bộ võng mạc rồi dịch kính cũng như là phía trong tràn ra ngoài. Và trong những trường hợp như thế thì mình sẽ hay thấy trong trường hợp bệnh nhân bị phù hoàng điệp rất nhiều trong những trường hợp như này. Và vì đường mở rất là rộng nên là cái loạn thị thì vô cùng nhiều, và phản ứng viêm cũng rất là nhiều, rồi xuất huyết thoát dịch kính cũng rất là nhiều. Nhưng mà tất cả những cái đấy mình có thể khắc phục được. Ngày xưa thì có rất là nhiều các thầy cô đã từng làm những cái biện pháp này, và người ta vẫn có thể mổ để mà có thể đạt được yêu cầu. Tuy nhiên một cái nhược điểm vô cùng quan trọng đấy là khi mà mình lấy cái thủy thể trong bao này ra, ban đấy cái công suất thủy thể nó khoảng 20 diop, thì khi mình lấy toàn bộ này ra thì mắt nó bị giảm đi một cái công suất rất là lớn, khoảng độ 15-16 diop gì đấy. Thế nên nếu mà ai mà có các ông các bà từ ngày xưa mà mổ thủy thể ấy, mình sẽ thấy là thấy là các cụ toàn phải đeo những cái kính rất là dày, rất là to khi mà sau khi mổ. Tất cả những cái đấy thì nó sẽ, đấy là cái nhược điểm vô cùng lớn của phẫu thuật thủy thể trong bao. Mà vì sao mà người ta không thể đạt được, đấy là vì sao mà người ta không thể bù lại được bằng một cái công suất thủy thể khác, đấy là do là không còn cái giá, tức là không còn một cái chỗ nào để đặt được cái thủy thể, một cái kính để vào trong đấy nữa. Những cái bệnh nhân này thì thường là bệnh nhân sẽ phải yêu cầu là đến khi nào mà không nhìn thấy nữa mới được đi mổ. Từ cái thời ngày xưa, từ cái những năm 80 của thế kỷ trước là như thế. Chính vì thế cho đến bây giờ vẫn có cái tư tưởng, có rất nhiều người cứ đòi là phải bao giờ tôi không nhìn thấy gì nữa tôi mới đi mổ. Đấy là vì cái lý do là cái kỹ thuật ngày xưa nó như thế. Cho đến một cái thời điểm mà người ta thấy rằng là
người ta có thể sử dụng một cái chất liệu khác để thay thế cho cái thủy thể, chất liệu mảnh kính máy bay, để người ta có thể thay thế được cái một cái sự việc tình cờ xảy ra, và người ta hiểu rằng là có thể sử dụng cái mảnh kính máy bay đấy để thay thế cho cái thủy thể, cho cái công suất của thủy thể bình thường. Thế nhưng mà muốn để mà đặt được cái mảnh kính máy bay vào trong mắt thì phải có vị trí của cái dán ở đấy để đặt vào, và người ta nhận thấy rằng là cái phần vỏ của thủy thể, cái phần bao của thủy thể ấy, hoàn toàn không bị đụng trong quá trình của thủy thể tuổi già, mà chỉ có phần nhân và phần 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 chất nhân nó bị đụng. Chính vì thế nên người ta mới cũng đồng thời với cái hiện tượng phát triển của cái vi phẫu, và người ta thấy rằng là tại sao người ta không để lại cái giá là cái bao của thủy thể đấy, để người ta có thể lồng được cái mảnh kính máy bay vào, là lồng một cái thấu kính vào thay thế cho cái thủy thể tự nhiên của người ta. Thế thì từ đấy thì cái phẫu thuật thủy thể ngoài bao ra đời. Ở đây tôi cũng muốn các bạn xem một cái video về phẫu thuật thủy thể ngoài bao. Ở đây người ta cũng cũng tách kết mạc, và vì lấy toàn bộ khối nhân và chất nhân nên cái kích thước của cái đường rạch cũng vẫn rất là lớn, mặc dù nó nhỏ hơn cái phẫu thuật trong bao, nhưng mà cái kích thước của đường rạch nó vẫn vẫn cũng tương đối lớn, khoảng độ 11-12 mm. Và sau đấy thì người ta sẽ sử dụng một cái kim, người ta đây là người ta đang tách kết mạc để đốt cầm máu. Sau đấy thì người ta sẽ sử dụng một cái kim để cái này thì vẫn còn tiến bộ, tại vì người ta sẽ mở đường vào trước. Đây là thời về sau rồi, người ta đã mở đường vào vùng đường lớn, sau đấy người ta sẽ bơm chất nhầy vào đây và người ta xé cái bao trước. Sau đấy thì người ta lấy toàn bộ cái phần phía trong của nhân thủy thể ra. Mọi người không nhìn thấy cái video, Mọi chỉ người có vào thấy không ạ? chỗ không thấy cái video, chỉ vào chỗ xe xong nghe, thì chọn cái video và chỗ xe screen ở bên dưới, ông chọn cái video thì mọi người mới nhìn thấy được. Bây giờ đã thấy chưa ạ? Thấy rồi, thấy rồi. Đây, người ta sẽ lấy một cái kim thì người ta xé cái bao trước, ta chọc. Ở đây nó không được rõ lắm. Sau đấy thì người ta đẩy cái nhân ra. Và người ta khâu lại. Người ta rửa sạch cái chất nhân ở trong này. Và người ta có thể còn cái giá để đặt cái thủy tinh thể nhân tạo vào. Cái phẫu thuật mà thủy tinh thể ngoài bao thì nó vẫn, cái đường rạch của nó cũng vẫn rất lớn, và nó vẫn, vì nó vẫn cứ tạo một cái áp lực âm ở trong trong lòng nhãn cầu, thì ra là nó vẫn có khả năng gây ra hiện tượng phù hoàng điểm rồi rồi bong hắc mạc phía sau. Chính vì thế nên là rồi cái đường rạch nó quá lớn, từ 11-12 mm ở đây, nó sẽ làm cho loạn thị rất là nhiều phía sau. Chính vì thế người ta thấy rằng là tất cả mọi cái nguyên nhân mà dẫn đến những cái biến chứng này đa phần là do cái đường rạch nó lớn quá. Nó lớn quá nó làm cho những cái biến chứng cả về sớm lẫn muộn đều là vì nguyên nhân đấy. Nên người ta thấy rằng là phải tìm một cách nào đấy để làm cho cái đường rạch nó nhỏ đi. Và chính vì thế thì cái nguyên lý mà để dẫn đến cái phẫu thuật phaco nó cũng ra đời như thế. Tức là người ta sẽ tìm một cách nào đấy để làm cái nhân cứng này này nó bị nhỏ lại, nó bị nhuyễn ra, và người ta đưa ra một cái đường ra khỏi cái nhãn cầu qua một cái đường rạch nhỏ. Vậy thì bản chất của phẫu thuật phaco nó cũng chỉ là một cái phẫu thuật ngoài bao nhưng mà làm bằng máy, còn phẫu thuật thủy thể ngoài bao thời cũ ngày xưa người ta nói đấy là phẫu thuật thủy thể làm bằng ngoài bao, làm bằng tay. Về bản chất mà phẫu thuật thủy thể nó Chị chỉ có hai, một quay lại là xe cái phần lại xe lại cái slide. Quay lại xe lại slide.
nhìn thấy slide rồi. Thế thì tóm lại là vẫn là chỉ có hai loại là phẫu thuật trong bao và phẫu thuật ngoài bao. Ở đây thì tôi sẽ không đi sâu quá vào phẫu thuật ngoài bao nữa mà sẽ đi một chút về cái phẫu thuật phaco, là cái mà là phẫu thuật phổ biến bây giờ. Thì trong phẫu thuật đục đỉnh thể, người ta vẫn phải chuẩn bị trước phẫu thuật, phải khám như ban nãy đã khám rồi này, phải đánh giá được các tổn thương phối hợp như là ban nãy đã phân tích. Các bước của một cái phẫu thuật phaco thì gồm có cái tê này, rồi cố định nhãn cầu này, rồi rạch vào tiền phòng, rồi xé bao trước thính thể, rồi lấy nhân thính thể và rửa sạch chất nhân, rồi đặt thính thể nhân tạo, rồi đóng mép mổ. Bản chất chỉ có là mình giữ cố định được mắt này, sau đấy mình phải mở vào để mình tiếp cận được với cái thủy thể này. Sau khi tiếp cận được cái thủy thể thì mình phải làm cho cái mở được cái bao để vào được cái nhân, tại vì mình muốn xử lý cái nhân mà. Sau khi được vào được đến tiếp cận được với cái nhân thủy thể thì mình phải là cắt nhỏ nó ra, làm nhuyễn nó ra, sau đấy thì rửa sạch cái lòng cái bao để làm sao chỉ còn mỗi cái bao không thôi, và sau đấy thì đặt cái thủy nhân cứng vào, nhân thủy thể nhân tạo vào, rồi đóng vết mổ. Tất cả bản chất của nó chỉ là thế thôi. Về cái đường vào thì người ta sẽ có hai cái đường vào chính, tức là đường vào đường rạch chính và đường rạch phụ. Đường rạch chính thì nó có thể tùy theo vị trí ở phía thái dương, hoặc là ở phía trên trán, hoặc là người ta thuộc vào cái trục loạn thị. Nếu mà tính về tương quan trên bề mặt nhãn cầu thì người ta cái đường rạch vào nhãn cầu ấy, nó có thể nằm ở trên giác mạc, hoặc là nó nằm ở cái trên củng mạc, hoặc là nó nằm ở ranh giới giữa giác mạc và củng mạc, chính là vùng rìa của giác mạc. Kích thước của cái đường rạch thì có thể rất là nhỏ, thậm chí bây giờ có 1.8 thôi, nhưng mà ngoài ra thì nó có thể là loại 2.2 hoặc là 2.8 hoặc là 3.8, tùy theo cái loại dao và cái đầu tiếp vào cô mà mọi người có. Về cấu trúc của cái đường rạch thì có thể là loại đường rạch một bình diện, loại đường rạch hai bình diện, hay còn gọi là dạng bản lề, hoặc là ba bình diện, hay là dạng bậc thang. Tiếp đến là cái đường rạch phụ. Cái đường rạch phụ thì người ta có thể sử dụng rất là nhiều cái loại dao, 15 độ, 30 độ, 45 độ, tùy. Nó thường cách cái, nó nằm ở trên cái rìa giác mạc, và nó thường cách cái đường rạch chính từ 90 đến 120 độ, để cho mình có thể phối hợp giữa hai cái dụng cụ đưa vào, nó phối hợp cho nó dễ dàng. Người ta sẽ bơm chất nhầy để ổn định tiền phòng, sau đấy thì người ta tiến hành xé cái bao trước. Bơm chất nhầy bản chất của nó để giúp để cho nó bảo vệ các thành phần, cũng như là tạo một cái khoảng không để cho mình có thể làm việc ở trong tiền phòng. Cái bao trước của thủy thể được nhuộm màu xanh ở đây thì mình có thể xé bằng kim hoặc là xé bằng phanh. Ngày xưa ấy, khi mà cái phẫu thuật phaco mới bắt đầu được triển khai thì người ta sẽ tiến hành phẫu thuật bằng cách là người ta vẫn là xé bao hình con tem như cái thời phẫu thuật ngoài bao ấy, tức là xé muốn xé để tạo được cái những hình dạng, miễn là nó mở được cái khoảng giữa của cái thủy thể ra để người ta có thể tiếp cận được nhân trung tâm. Tuy nhiên thì trong quá trình phẫu thuật thì người ta thấy rằng cái máy phaco khi mà nó can thiệp vào có những cái đường diềm xé ở đây thì nó sẽ rất là dễ biến chứng, sẽ làm kéo tặng toàn bộ bao. Chính vì thế nên là người ta mới nghĩ đến cái kỹ thuật là phải xé cái đường xé liên tục, tức là xé đường cái đường viền bao này nó phải liên tục để cho nó đảm bảo là cái an toàn trong quá trình phẫu thuật, để đảm bảo được cái phẫu thuật khúc thủy thể. Lúc đầu thì người ta chỉ giải quyết được mỗi cái vấn đề là về thị giác thôi, tức là thị lực thôi, nhưng càng về sau người ta càng nhận thấy rằng là cái thủy tinh thể đóng vai trò rất là quan trọng trong phẫu thuật khúc xạ, tức là để giải quyết cả tật khúc xạ nữa. Khi mà để giải quyết tật khúc xạ như là cận thị, viễn thị hoặc là loạn thị thì cái việc mà xé được một cái vòng tròn đồng tâm rất là quan trọng, thì nó sẽ đảm bảo cái sự cân bằng của thủy tinh thể nhân tạo khi mà đặt vào. Kích thước cái đường xé khoảng độ 5-6 mm và có thể sử dụng thuốc nhuộm bao trong những trường hợp thủy thể được trắng xóa. Cái tách nước sau khi mà xé được bao trước thì người ta thường phải là để tách cái nhân thủy thể ra khỏi cái vùng bao, vào vùng chân nhân, cũng như là tách được cái chân nhân ra khỏi vùng bao, tức là lớp nào ra lớp đấy thì người ta xử lý từng lớp một. Thì có hai vị trí cần xé, tức là tách giữa nhân và chân nhân, và thứ hai nữa là tách giữa chân nhân và bao.
Nó sẽ giúp cho xoay cái nhân tốt và để xử lý nhân được an toàn. Khi mà cái nhân mà tách ra khỏi cái vỏ ấy thì nó sẽ mình có thể khi mà mình xử lý cái nhân nó có một vùng đệm vỏ là mình sẽ an toàn hơn rất nhiều. Còn tách giữa vùng chất nhân và bao thì sẽ giúp cho chất nhân nó sẽ mình rửa cái chất nhân nó được thực hiện rất là nhanh chóng. Khi mà tách nước mà hoàn chỉnh ấy, thì mình sẽ thấy được có hai cái vòng tròn sáng đồng tâm và nhìn thấy những cái đợt sóng như thế này lan rộng ra. Có một số cái trường hợp như là đục cực sau thì thường là không được tách toàn bộ. Cái này thì khi nào mà học từ các lớp phẫu thuật thì các bạn sẽ được học rõ hơn. Tiếp đến là xử lý nhân thì người ta đã sử dụng cái năng lượng Kako phối hợp với cái dụng cụ phụ như là chóp rồi để thậm chí có những nơi sử dụng spatula thôi người ta cũng có thể để phối hợp để cắt nhỏ cái nhân này ra. Nó tùy theo cái độ cứng của nhân mà ban nãy mình đã học và tôi đã giới thiệu với các bạn về cái mức độ đục ấy thì nó sẽ người ta sẽ sử dụng những cái kỹ thuật khác nhau. Có những cái kỹ thuật nổi trội đấy là cái divine conquer rồi stop and chop rồi chop chop thì người ta cũng chia làm hai loại người ta gọi là chop ngang hoặc là cái chop ngày xưa thường kinh điển đấy hoặc là quick chop hay là gọi là chop đứng. Ngoài ra thì còn có một cái kỹ thuật nữa người ta gọi là flip and chip sử dụng trong những trường hợp mà nhân nó còn rất là mềm như ban nãy tôi đã nói qua rồi. Rửa chân nhân thì là giúp cho mình làm sạch cái phần phần chất cái vùng vỏ còn lại. Sau khi đã xử lý nhân rồi thì mình sẽ rửa hết chân nhân, sau đấy thì mình đặt thủy tinh thể vào trong cái túi bao đấy. Cái thủy tinh thể này ngày xưa thì khởi đầu cái thủy tinh thể nhân tạo ấy thì người ta sử dụng cái mảnh kính máy bay nó là chất liệu PMMA là chất liệu cứng. Thế thì với những cái phẫu thuật thủy tinh thể trong bao xin lỗi thủy thần thể ngoài bao ngày xưa ấy, thì đường rạch nó rất là rộng khoảng 11-12 mm thì việc đặt một cái mảnh thủy tinh thể nhân tạo cứng vào trong mắt thì không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên với kỹ thuật phẫu thuật Phaco bây giờ cái đường rạch nó chỉ khoảng độ 3.2 mà mình lại đặt một cái mảnh thủy tinh thể nhân tạo cứng vào thì mình lại phải rạch rộng ra thì nó mất cái giá trị của cái phẫu thuật Phaco. Chính vì thế người ta mới nghĩ ra những cái loại chất liệu khác có thể khả năng gấp lại được cũng như là có khả năng cuộn lại được để mình có thể luồn qua cái mép mổ nhỏ đấy và khi đã vào trong môi trường thủy dịch ở trong thì cái thủy tinh thể nó được bung ra về cố định về hình dạng cần thiết và đặt vào trong túi bao. Người ta có thể đóng mép mổ bằng cách là khâu mép mổ là bơm phù tùy từng trường hợp. Đa số những trường hợp đấy là khâu bơm phù thôi, còn những trường hợp mà bơm phù nó không đảm bảo được cái độ kín của thủy tinh thể của nhãn cầu thì người ta sẽ tiến hành khâu mép mổ lại. Ở đây thì có một cái phẫu thuật Phaco thôi. Đây là cái đường rạch chính. Mọi người có nghe được không ạ? À, có nhìn được cái video không ạ? Có nhìn rõ rồi. Người ta tạo cái đường rạch phụ. Và xé cái bao trước thì hình thể. Cái xé cái bao trước thì người ta có thể sử dụng bằng kim hay là bằng tay. Sau đấy người ta bơm tách nước. Đây là người ta bơm giữa vùng vùng giữa bao và chất nhân ở còn đây là giữa nhân và vùng vỏ. Mình nhìn thấy cái vòng tròn sáng ở đây. Vòng tròn sáng ở đây tức là người ta tách nhân rất là tốt rồi và người ta xoay để cho nhân nó không bị dính nữa. Sau đấy thì người ta dùng cái đầu Phaco. Để người ta đào cái rãnh, đây là kỹ thuật stop and chop. Người ta đào cái rãnh và sau đấy thì tóm lại là bản chất là người ta sẽ dùng cái đầu Phaco và các dụng cụ phối hợp để người ta sẽ chẻ nhỏ cái nhân ra. Và người ta tán nhuyễn cái kim từng mảnh một để hút toàn bộ cái nhân ra ngoài.
Ở đây thì người ta sử dụng cái kỹ thuật rửa hút hai tay để người ta rửa toàn bộ cái chân nhân đi. Sau khi rửa thì người ta bơm chất nhầy vào và người ta sẽ, đây thì người ta phải mở rộng cái mồm một chút và bơm cái thủy thể nhân tạo vào. Ngoài ra gần đây thì người ta còn có thể sử dụng thêm một cái chắc là các bạn còn nghe thấy thêm được một cái loại phẫu thuật nữa gọi là femto cataract. Bản chất của nó cũng chỉ là một cái phẫu thuật ngoài bao. Trước đây thì mình nghĩ rằng là chỉ cần cắt nhỏ tán nhỏ cái nhân ra thì mình nghĩ bằng sử dụng một cái loại sóng tương tự như sóng siêu âm, đấy là đấu pha cô ấy, để làm tán nhuyễn nhân thủy tinh thể ra, cắt nhỏ và tán nhuyễn nhân thủy tinh thể ra. Tuy nhiên là để cho cái việc mà cắt nó trở nên chính xác và nó dễ dàng hơn thì người ta đã ứng dụng laser vào trong cái quá trình phẫu thuật, và người ta sử dụng cái laser femto để cắt nhỏ cái nhân ra theo đúng cái chính xác. Cái laser femto có thể ứng dụng trong việc là mình mở cái đường giác mạc này, cái đường vào giác mạc chính xác này, chụp chính xác này, đồng thời nó có thể xé được cái bao trước, nên nó cắt gọn cho mình cái bao trước, sau đấy thì nó cắt nhỏ cái nhân ra. Tuy nhiên là sau khi nó cắt nhỏ cái nhân thành từng miếng nhỏ thì nó lại không làm nhuyễn được cái nhân như là trong phẫu thuật pha cô, nên sau khi đã cắt nhỏ cái nhân rồi thì bệnh nhân vẫn phải chuyển đến cái máy pha cô và tán nhuyễn những cái mảnh nhân còn lại. Sau đấy tất cả các quy trình này giống nhau. Việc theo dõi sau mổ thì vẫn phải tiến hành thay băng và tỉnh lực sơ bộ. Thực ra cái việc thay băng sử dụng việc sử dụng kính hay không nó tùy thuộc vào việc mình quyết định là vô cảm cho bệnh nhân như thế nào. Nếu mà mình chỉ nhỏ tra tê tại chỗ thì có thể mình chỉ cần cho bệnh nhân đeo kính đi về và bệnh nhân có thể nhìn được ngay, bởi vì cái mi mắt người ta có thể chớp, nó tạo thành cái băng tự nhiên rồi. Nhưng nếu trong trường hợp mà mình tiêm tê thì trong vòng khoảng độ 24 tiếng thì mình nên băng che cho người ta, tại vì cái cơ vòng mi nó chưa hoạt động, và lúc đấy thì mình cần phải có bảo vệ. Mình tra các thuốc kháng sinh chống viêm rồi dinh dưỡng võng mạc. Khám sau khi mổ thì cần phải đánh giá về cái mép mổ liệu có kín hay không, có dây xê đen hay không, ở tiền phòng thì độ sâu của nó như thế nào và có tanh đan ở tiền phòng hay không, và đồng tử thì phản xạ đồng tử như nào và ánh đồng tử sau thì sẽ quan sát được thành phần phía sau như thế nào. Còn cái thủy tinh thể nhân tạo liệu là có cân hay không, cái trục của nó có, nếu mà trong trường hợp mình mổ loạn thị thì mình sẽ phải trục của nó có đúng trục hay không, mình phải tra giãn để đánh giá liệu có lắng đọng cái cách thành phần ở trên mặt cái của thủy thể không, hay là ở trong một số trường hợp nó bị lắng đọng cái bọt nước ở trong lòng cái thủy thể ấy, thì mình cũng phải 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 quan sát. Ngoài ra là cái phần sau của nhãn cầu thì liệu có vấn đề gì hay không, có mình cũng phải phát hiện các biến chứng ở sau mổ trong quá trình này. Về cái việc lựa chọn thủy thể nhân tạo, cái loại thủy thể nhân tạo thì mình khi mà mình lựa chọn đấy thì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là về hình dạng, về chất lượng và chất liệu của cái loại thủy thể nhân tạo, rồi các một số cái loại thủy thể thì có giúp cho mình trong phẫu thuật khúc xạ, như là nó có khả năng điều chỉnh loạn thị hoặc là những cái kính điều chỉnh não não thị. Hình dạng thì mình phải chú ý xem là cái bờ của nó là loại gì, bờ vuông hay bờ tròn, hay hình dáng của càng là chữ C, chữ Z hay chữ L, hình dạng đĩa hay là dạng vòng. Nói chung là rất là nhiều cái yếu tố cần phải đưa vào. Còn cái phần optic thì là optic cầu hay là phi cầu, rồi chất liệu thì mình phải chú ý xem là dạng thủy tinh thể cứng hay là thủy tinh thể mềm. Thủy tinh thể mềm ngày xưa thì người ta hay có thêm một cái loại nữa là chất liệu silicone, bây giờ thì gần như là chúng tôi cũng không thấy nữa, sử dụng trên trên lâm sàng nữa. Về acrylic thì có loại ưa nước và kỵ nước, và cái loại chất liệu đấy thì nó có chất tráng vàng hay là có tráng heparin hay không, tất cả những cái đấy là các bạn phải chú ý khi mà lựa chọn cái thủy thể cho nó phù hợp.
Về công suất thì ban nãy tôi đã trả lời rồi. Các biến chứng trong phẫu thuật thì biến chứng mình phải chú ý là biến chứng về đường vào. Đường vào thì quá rộng thì là sẽ làm tiền phòng không ổn định tại vì cái nước. Cái hệ thống phẫu thuật PACO thì nó là một cái hệ thống kín. Nếu mà mình để cho nước nó lọt ra ngoài thì cái tiền phòng sẽ trở nên không ổn định. Nếu mà cái đường vào nó quá hẹp, tức là nhiều khi các bạn mới thì khi mà đưa dao vào ấy, các bạn lại hay sợ và không dám đưa dao vào hết cỡ. Tức là cái kích thước dao nó đã cố định rồi thì mình phải làm cho đưa vào cho nó hết cái đường kích thước của dao. Và một số bạn thì sợ quá mới đưa vào được một chút thì thủy dịch nó trào ra lại vội rút cái tay ra. Thì nó sẽ làm cho kích thước cái đường rạch nó bị nhỏ thì nó sẽ làm cái đầu tiếp PACO đi vào nó sẽ bị hạn chế cái lượng nước vào, nó cũng sẽ làm tiền phòng của mình không ổn định. Rồi lại có thể nếu mà hẹp quá nó có thể gây bỏng mép mổ rồi. Trong những trường hợp mà bỏng nhiều quá nó sẽ làm về sau khi mà hàn gắn vết thương nó sẽ gây ra cái hiện tượng loạn thị. Những cái đường rạch mà rồi quá nông rồi quá sâu rồi có hiện tượng bong nội mô hay không là như thế đấy mình cũng phải chú ý. Khi mà cái đường rạch mà quá hẹp nó rất dễ lúc mà đưa dụng cụ vào mình sẽ làm bong cái lớp nội mô và cái đấy là một cái biến chứng rất là nguy hiểm về sau. Xé bao thì đường xé bao thì quá rộng hay là đường xé bao quá hẹp, nếu mà quá hẹp thì nó sẽ rất là khó xử lý chân nhân và cái rửa tức là mình xoay nhân rồi xử lý nhân rất là khó, tức là đường đường xé bao hẹp nó sẽ gây ra rất nhiều thứ rồi rửa chân nhân cũng rất khó và về sau nó bị hiện tượng biến chứng muộn về của phẫu thuật thủy thể thì nó có hiện tượng sơ hóa bao trước thì nó sẽ làm sơ hóa bao rất là nhanh. Trong trường hợp mà xé bao lệch ra trung biên thì mình có thể sử dụng kéo phối hợp trong phẫu thuật như thế. Tách nhân thì tách sai vị trí hoặc là cách tách quá thô bạo, tức là mình bơm quá mạnh nó làm cho nó thủng rách ra phía sau nữa, hoặc là mình nhận định cái tình hình nó không đúng, chẳng hạn trong những trường hợp mà bị dính cực sau ấy mình hơi xoay một tí mình đã thấy có vấn đề mình phải biết dừng lại, nếu mà mình không biết mình cứ cố xoay thì nó sẽ thủng vào phía bao sau và nó sẽ bị tách, nó sẽ làm đẩy toàn bộ cái nhân rơi ra phía sau. Còn cái biến chứng ở trong quá trình xử lý nhân thì có thể có hiện tượng rách bao sau rồi rơi nhân vào đường dịch kính, rồi tổn hại nội mô giác mạc, rồi sót chất nhân, rồi chạm vào mắt xuất huyết, rất là nhiều cái biến chứng này trên lâm sàng các bạn sẽ được gặp. Biến chứng ở trong quá trình đặt thủy thể thì không đặt được thủy thể chẳng hạn, rồi đặt mà cái càng nó mạnh quá nó làm rách bao sau rồi nó tổn hại nội mô, rồi đặt thủy thể càng trước càng sau của bao, nói chung là rất nhiều những cái nó làm cho cái thủy thể nhân tạo nó không không được cân. Còn sau mổ thì mình cần phải chú ý cái gì? Thứ nhất là xin lỗi ở đây còn có một cái biến chứng là sau mổ mép mổ nó bị hở. Mình thấy tôi không ghi. Nếu mép mổ nó bị hở thì lúc đấy thì mình phải tiến hành phải khâu thôi, nếu không thì nó sẽ bị nhiễm trùng. Rồi biến chứng của giác mạc như phù giác mạc có bị liệu là có bị mất nội mô không? Có bị mình bị rách nội mô quá nhiều hay không thì mình phải, cái này thì mình có thể đánh giá được bằng trên cái OCT bán tuần trước. Rồi có những cái phản ứng viêm ở hậu phẫu, rồi có hiện tượng đôi khi mình thấy mọi thứ nó đều rất là sạch sẽ, cân đối, thủy thể rất là cân nhưng mà tại sao thì được không tăng, mình cần phải chú ý đến cái hiện tượng có phù hoàng điểm dạng nang hay không và lúc đấy mình chụp OCT thì mình có thể phát hiện những cái dấu hiệu này. Về mình có thể thấy có những cái biến chứng như là tăng nhãn áp hoặc là glaucoma, nếu mà trong trường hợp tăng nhãn áp giai đoạn sớm thì có thể là do nó còn sót cái chất chất nhân rồi chất nhầy và những cái đấy là mình phải phải điều trị nội khoa không được thì mình phải lên để sửa. Rồi biến chứng xuất huyết, rồi những cái biến chứng liên quan đến đồng tử, những cái đấy là những cái can thiệp vào nội nhãn mình đều phải chú ý. Ngoài ra những cái biến chứng muộn thì mình phải chú ý là có hiện tượng về đục bao sau hoặc là sơ hóa bao trước. Đục bao sau thì các bạn nhớ rằng là có những cái nguồn gốc của cái đục bao sau thì cái tế bào sinh sản mà ở vùng xích đạo của cái thủy thể. Mình khi mà mình lấy toàn bộ nhân và chân nhân ra thì cái phần tế bào đấy mình cũng không thể rửa sạch được. Khi mình không rửa sạch thì nó vẫn cứ tăng sinh bình thường. Khi mà nó cứ phát triển là nó sẽ lớn ra bao sau. Và nó khi mà nó không có trật tự, không có tổ chức nào thì nó sẽ gây ra hiện tượng đục. Cái hiện tượng đục bao sau thì nó có thể xuất hiện khoảng từ 3 tuần cho đến từ 3 tuần sau phẫu thuật. Và người ta có thể can thiệp một cách đơn giản bằng cách laser bao sau để người ta có thể nhìn được.
sơ hóa bao trước thì lại 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 cái nguồn gốc của nó lại khác. Sơ hóa bao trước thì cái viền của bao trước ấy, nó có cái tế bào biểu mô lót ở mặt dưới dưới của cái tế màng đáy của bao trước, và khi mình xé cái bao trước ấy, thì cái viền đấy nó kích thích, nó làm cái tế bào biểu mô đấy nó tăng sinh lên, và nó khi nhất là trong trường hợp mà có phản ứng viêm thì nó sẽ làm cái phần tăng sinh của tăng sinh sơ ở cái viền đấy nó xảy ra nhanh chóng, và nó sẽ làm cho cái bao trước, cái viền bao trước đấy nó bị sơ hóa và co quắp lại, gây ra hiện tượng làm cho cái thủy thể nó bị di lệch cái vị trí. Và thường là mình sẽ thấy rằng sau mổ một tuần thì thị lực lên có thể đến 10/10, nhưng mà sau khoảng độ một tháng thì tự dưng thị lực lại giảm xuống và bệnh nhân hơi cận một chút. Cái hiện tượng cận như thế đấy là do cái thủy thể nó bị co quắp lại và di lệch cái vị trí. Nếu mà mình phát hiện sớm thì mình chỉ cần đưa lên laser vài điểm cho cái vòng mà co quắp đến nó được nới lỏng thì nó đẩy cái thủy thể về vị trí cũ. Nhưng nếu mà trong giai đoạn quá muộn thì đôi khi những cái việc mà mình laser nó không có hiệu quả. Ngoài ra thì có một số cái trường hợp mà cái biến chứng nó liên quan đến cái thủy thể nhân tạo, thì như là thấy những cái bóng mờ rồi những cái hào quầng sáng, những cái đấy thì nó liên quan đến cái hiệu ứng của cái thủy thể nhân tạo. Bài trình bày của tôi thì đến đây là hết.